đã mở về ngôi nhà và những bữa chiều rồi. Không biết bộ kiểu gì cho nó đẹp. Hello hello mọi người nhá. Em lên giả tiếp nhá. Chào chị Thùy Đặng ạ. Chào chị Thùy Đặng, Thúy Đặng. Chào chị Thảo Nguyễn nhá. Em lên giả tiếp nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em nhé. Mọi người ai đang xem chia sẻ bài viết giúp em ạ. Chia sẻ bài viết và chấm bài giúp em nhé. Chị viết một cái bình luận gì đi. Ừ đấy đấy, chị đang viết mà. Sao lại bắn kim không còn nói chị nhá. Hello hello các bà ơi. Bà đang xem cho em một chấm đi nào. Chéo đang xem cho em một chấm đi ạ. À? Chia sẻ và viết tối thiểu giúp em trên 10 nhóm đi nào. Rất rất là nhiều em xinh nhá. Rất rất là nhiều em xinh luôn nhá. Em tiếp tục lên nhá. Chiều nay lại tiếp tục dạ 79k nhá. Ôi còn nhiều lắm. Các bà ơi còn nhiều lắm. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. À? Chia sẻ giúp em. Tiếp tục dạ 79k. Có 30 lần bạn. Có, vẫn thế. Chị vẫn để tốt đấy á. 30 lần. Chia sẻ trên 30 lần sẽ được tặng một áo nhá. Chị nào chia sẻ giúp em trên 30 lần sẽ được tặng một áo ngẫu nhiên nhá. Chia sẻ giúp em trên 10 nhóm đi ạ. À? Chiều đang xem chia sẻ giúp em đi nào, đang xem cho em một chấm đi nào. Các bạn còn xem không chấm cho em một chấm đi nào. Ai đang xem chia sẻ bài viết giúp em nhá. Chia sẻ trên 30 lần sẽ được tặng một áo nhá. Áo dạ 79k, mua 2 chiếc còn 150k. Mua 3 chiếc còn 210k nhá. Hàng nó ra sạch sẽ rồi nhá, về chỉ việc lên dáng thôi. Hàng này về các bà chỉ việc lên dáng luôn thôi, rất rất là nhiều em xinh nhá. Hàng giặt rồi nhá. Giặt rồi ạ, các chị về chỉ việc mặc thôi nhá. Bà đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Chia Chấm sẻ xem một bài viết chấm giúp đi em nhá. nào. Chị đang xem chấm cho em một chấm đi với. Để em xem được comment không ạ. Bà đang xem cho em một chấm đi nào. Các chị đang xem chấm bài giúp em nhé. Chấm bài để em xem có nhìn thấy mọi người không ấy. Chia sẻ bài viết để tăng tương tác nhé, để đỡ bị ẩn comment ạ. Mọi người chia sẻ và viết giúp em đi nào, chia sẻ để tăng tương tác giúp em đi nào. Chia sẻ giúp em một lần về trang cá nhân và 3 lần trong hội nhóm nhá. Bao nhiêu view à? Để không bị ẩn comment nhá. Mới được 4 mấy à? Chia sẻ nữa lên đi chị ơi. Chia sẻ nữa lên đi nhá. Tăng view em sẽ bắt đầu like ạ. Em sẽ bắt đầu lên mã nhá. Chưa được đâu, em nhìn xem có bao nhiêu người xem nhỉ? Cái tròn tròn ở phía trên ấy. Cái bên cạnh bên tay tay phải, tay trái, tay phải. Cái này nó che mất rồi, mới được có Không, sáu mấy. cái bên bên như kiểu có mấy người hiện hình hình như kia. À. Nào các bà chia sẻ giúp em đi nào. Chị đang xem cho em một chấm đi ạ, comment đi ạ. Comment tăng tương tác giúp em nào, chấm một chấm thôi nào. Chấm nhiệt tình giúp em đi ạ. Bà nào chia sẻ luôn giúp em đi nhá, để em có lên mã nào. Các chị chia sẻ bài viết giúp em nhé. Chấm bài chấm bài để để sang xem tương mọi tác người. nhá. Bà đang xem chấm cho một chấm đi để em có lên mã nào. Chào chị Hoàng Yến nhá. Trời Chào ơi, chị xinh Hoa Trần lắm. ạ. Chia sẻ đi để em có lên mã nhá. 79k thôi ạ. Rất rất là nhiều em xinh nhá. Bà đang xem cho em một chấm đi nào. Có dạng Có ngắn, dạng chị ngắn Hoa nhá. Trần ơi, có dạng ngắn nhá. Chia sẻ đi để em có lên mã nào. Chị đang xem cho em một chấm đi nào. Nay có cả dạng dài, dạng ngắn nhá. Có cả dạng dài, dài dạng ngắn nhá. Nhanh của em có lên mã nào, nhiều em xinh lắm. Dạ Chia sẻ giúp em đi 79k ạ. ạ. 79k đây nhá, 79k áp dụng cho những chị nào chia sẻ và viết giúp em nhá. Chia sẻ giúp em một lần về trang cá nhân và 3 lần trong hội nhóm cũng được ạ. Em bắt đầu lên mã luôn nhá.
Chị nào chia sẻ với em 30 lần trong hội nhóm sẽ được tặng luôn nhá. Tặng ngẫu nhiên một chiếc cho các bà chọn luôn nhá. Muốn được tặng quà chỉ cần chia sẻ 30 lần cho hội nhóm, chụp ảnh màn hình gửi lại cho em sẽ được tặng một cái nhá. Coi Hồng, chị Lâm Mỹ Hương đợi em một xíu nhá. Em đem mã luôn nè. Em bạn mẫu đang mặc nhá, 55kg đổ xuống mặc vừa mã 20. Hóng từ lẫy. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 20 nhá, mã 20 ạ. Chất dạ của 20 đây nhá. Nó có một ít óng ánh ạ. 20 nhá, 20 rất là xinh, 20 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ, mã 20 nhá, 20. 20 chế là 55kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. 20 rất là xinh nhá, mã 20 ạ. Mã 20 chị ở 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, 20 đấy ạ. 20 xinh kinh điển luôn, mã 20 nhá, 20. Bà nào chốt 20 không ạ? 20 rất là xinh luôn nhá. Em này màu trắng sữa nhá, pha một ít óng ánh ạ. Mã 20 nhá, 55kg đổ xuống mặc vừa. Chị ở đang xem cho em một chấm đi nào, mã 20 nhá. Mã 20 ạ, 20 nhá. 20 rất là xinh đấy ạ, màu trắng sữa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 20, 20 ok bà Vân Ngũ Sắc nhá. À, mua combo 3 chiếc còn 210k thôi ạ. Chị Vân Ngũ Sắc đã nhận được đơn hàng kia chưa ạ? Đây đây Hồng à. Hồng này bán lại mua. Bà đang xem chia sẻ với em đi nào. Trời ơi nhiều em xinh lắm. Em Hồng này em bán 70k nhá. Hồng này em bán 70k. Không phải chất dạ mà là chất chất này gọi là chất gì nhá. Cái này gọi là chất gì ạ? Chị cũng không biết nữa. Nó là dạng vét. Đây nhá, cái này nó chỉ là dạng vét thôi. Trang Khang chậm chân 20 rồi. Mọi người chia sẻ giúp em nào. Và Trang Khang chậm chân 20 mất rồi còn đâu. Các bà chia sẻ giúp em đi ạ. Bà nào chưa chia sẻ luôn giúp em đi nào. Dạ nhà em rất là xinh luôn nhá. Thôi không mua thôi chứ một khi mua là đã bị nghiện á. Cái này chỉ là dạng vét thôi nhá. Em này cho chị nào 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái này cho chốt cho em mã 55 nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã 55 ok bà Vân muốn xong nhá. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá, 55kg đổ xuống mặc vừa dạng vét ạ. Cái này sắn tay cũng được hoặc thả tay cũng được nhá, dạng vét nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã 55 nhá. Em này mặc rất là chảnh luôn đấy ạ. Em này khoác rất là chảnh luôn, em này chỉ khoác nhá, khoác rất là chảnh 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 luôn đấy ạ. Mã 55 nhá. Em ấy mã 55 đấy ạ. Ai lấy cái này chốt cho em mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. 55 rất là xinh đấy ạ, 55kg đổ xuống mặc vừa mã 55 nhé. Các bà chia sẻ với em chưa? Chia sẻ nhiệt tình với em đi nào. Em lên mẫu mới nhỉ. Ôi em 55 ấy xinh lắm ấy. Em này ạ, em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. 52-53kg đổ xuống mặc vừa, chất dạ đây ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 20 nhé. Ai lấy chốt cho em mã 20 ạ? 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 20 nhá. Mã 20 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 20 nhá. Chất dạ của 20 đây ạ. Ai lấy chốt cho em mã 20 nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 20 ạ. Mã 20 nhá. Chiều đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Rất là nhiều dạ xinh luôn nhá. Mọi người ai mới vào xem thì chấm bài giúp em nhá. Chấm bài để em nhìn thấy mọi người ạ. Chia sẻ bài viết để tăng tương tác thì không bị ẩn comment nhá. Mẫu 20 nhá. 20-52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị nào từ 45-52-53kg mặc vừa đấy ạ. Mã 20 nhá, mã 20 nhá. Em lên một em dạ ngắn này, bà là vừa hỏi em dạ ngắn này ạ. Em dạ ngắn này màu lông chuột nhá. Em này màu lông chuột đấy ạ. Mặc kiểu tay nó bồng bồng. Em này là kiểu tay bồng bồng đấy nhá. Em này xinh cực luôn. Cái này cúc bấm. Mọi người chia sẻ và biết giúp em đi nào. Chia em sẻ này free size nhá. Nhá. Em này mặc dáng free size ạ. Cái này cho ai 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Cái đai này em biết đâu. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Chị ơi, chia sẻ luôn giúp em đi ạ. Em này các chị lấy về thắt thêm đai giúp em nhé. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa, mặc dáng free size nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ.
Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá, 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 60 nhá, lên đai xin thưa này. 60 chị Yến Gấu nhá. Chị Yến Gấu cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Chị Yến Gấu có mời luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Mọi người chia sẻ và biết giúp em đi nào. Chia sẻ tối thiểu giúp em trên 10 nhóm nhá. Em này màu lông chuột nhá. Chị Yến Gấu cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn trên like nhá. Chắc rất là đẹp luôn. Ai có đơn mới thì cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nhé. Mọi người nếu mà muốn ship Shopee ấy, thì vào inbox vào nick chị Nhung Lê để chị ấy tạo đơn nhá. Chị ấy có ship Shopee đấy ạ. Có ship Shopee nhá. Ai muốn ship Shopee thì vào inbox cho em nhé. Mọi người chị nào đang xem chia sẻ với em đi ạ. Em này dáng vết ạ. Em này cho 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy comment cho em mã 29 nhé. Ai lấy em này comment cho em mã 29 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Mã 29 đây ạ. Nó có cái phần chiết eo ấy. Nhìn mặc tôn tôn cái eo, phần eo này nó. Em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy comment cho em mã 29 nhé. Mã 29 nhé. Đằng sau đây ạ. Ai lấy comment cho em mã 29 nhé. Mã 29 màu đen đấy ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy comment cho em mã 29 nhé. Chị em đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Chia sẻ giúp em một lần về trang cá nhân là 3 lần cho hội nhóm nhé. Để mua áo dạ rất là xinh luôn ạ. Em lên một em xanh. Cái này phải tím than. Xanh than. Cái này là xanh than. Nó nghiêng về màu xanh nhiều hơn. Em này cũng tầm 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này comment cho em mã 16 ạ. Ai lấy em này comment cho em mã 16 nhé. Chị 52 cân nhé. Chị 52 cân cao 1m6. Ai lấy cái này cho comment cho em mã 16 nhé. 52-53 cân mặc vừa. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy comment cho em mã 16 nhá. 16 cơ chị Vân ngũ sắc ạ. Mọi người chia sẻ và biết giúp em đi nào. Em này kiểu cọc cọc. Em này ngắn tay nhá. Em này là tay ngắn nhá. Tay ngắn nhá các chị nhá. Em này tầm 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy con em này comment cho em mã 27 ạ. Ai lấy em này comment cho em mã 27 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này comment cho em mã 27 nhá. Chất xạ đây ạ. Ai lấy comment cho em mã 27 nhá. Đây ạ. Cái này tay bên áo trong của em. Cái này chỉ là tay ngắn thôi mà bên xinh á. Tay nó hơi bồng bồng ấy. Ai lấy comment cho em mã 27 nhá. Đây ạ. Tay của nó đây nhá. Ai lấy comment cho em mã 27 nhá. Cái này thắt đai đẹp lắm ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy comment cho em mã 27 nhá. Mã 27 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy comment cho em mã 27 nhá. 27 con 27 này xin. Hàng mới hay xi. Hàng xi nhá chị ơi. 79k nhá. Hàng xi 79k mua 2 chiếc. Còn 150k 3 chiếc thì còn 210k thôi ạ. Các chị mua combo cho rẻ nhé. Mua lẻ thì 79k một chiếc ạ. Cái này là hàng xi nhé chị nhá. Nhưng mà em đã giặt là rồi ạ. Các chị về việc mặc thôi. Kiểu nó không hợp ấy. Mọi người ai đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Em này size nhỏ nhá. Em này chắc chỉ 46-47 thôi ạ. Em này chị đào tầm 46-47kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 21 ạ. 21 nó chị đào tầm 46-47kg đổ xuống mặc vừa nhá. 21 dáng ngắn nhá. 21 này dáng ngắn đấy ạ.
Chị nào tầm 467 kg đổ xuống móc vừa nhá, mã 21 nhá. 21 ạ. Mã 21 đây ạ. Ui 21 này xinh thế, 21 này chị là 467 kg mà rất là xinh. Mã 21 nhá. 47 kg đổ xuống móc rất là xinh đấy ạ, mã 21 nhá. 21 dáng ngắn các chị khoác như này cũng được nhá. 21 nhá, 21. Chút dạ của 21 đây. 21 nhá. Cái tay nó đây. Ui màu xinh thế. 21 đâu kêu bà Hồng Nhung nhá. Hồng Nhung comment lại đôi cho tớ xin số điện thoại nhá. Hồng Nhung cuối cùng được một cái rồi đúng không? Hồng Nhung hóng từ sáng đi. Hồng Nhung cho đi nào. Comment cho tớ xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này free size ạ. Em này dáng free size nhá. 60-65 kg đổ xuống mặc được ạ. Em này 60-65 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy comment cho em mã 65 ạ. Ai lấy em này comment cho em mã 65 nhá. 60-65 kg đổ xuống mặc vừa. 60-65 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 65 nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 65 nhá. Chất dạ đây ạ. Chất dạ đây nhá. Ai lấy comment cho em mã 65 nhá. Free size nhá. 60-65 kg đổ xuống mặc vừa. Em này mặc free size nhở. Mặt trời nhỏ ra sao. Chị tan tin à. Tan ở đây nó lại không kiểu đậm đậm chữ. Ừ, không biết là tan. Em lên một em màu trắng nhá. Em này nhỏ. Em này size S thôi ạ. Em này size S cho ai tầm 46-47 kg mặc vừa nhá. 46-47 kg đổ xuống mặc vừa. Em này 46-47 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy comment cho em mã 47 nhá. Ai lấy comment cho em mã 47 ạ. Mã 47 nhá. Em 52 cân em mặc hơi kích ấy. 46-47 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy comment cho em mã 47 ạ. Ai lấy em này comment cho em mã 47 nhá. 47 này dáng vét mặc cái phần eo của nó tôn lắm. Đây chất dạ đây nhá. Ai lấy em này comment cho em 47 nhá. Luôn. 47 rất là xinh, 47 không ai chốt hả? 47 size nhỏ nhá. Mã 47 size nhỏ đấy ạ, mã 47 size nhỏ đấy nhá. Chiều đang xem chia sẻ giúp em đi nào, rất rất là nhiều em dạng xinh nhỉ. Em này có đai này Phượng. Tớ phải lấy đai của mình. Em này có đai nhá các chị nhá. Vân của nó đây ạ. Vân của nó, chất dạ của nó đây nhá. Em này tầm 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này comment cho em mã 55 nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 55 nhá. Em này có đai thắt vào xinh chưa. 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 55 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Chia sẻ giúp em đi ạ. Rất rất là nhiều dạng xinh luôn nhá. Mã 55 nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 55 nhá. 55 này dáng rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 55 nhá, 55 đây. 55 bao chế hoặc 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55 không có túi. 55 nhá, 55 đây ạ. Mã 55 nhá, 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55 rất là xinh đấy ạ. Mã 55 nhá, kiểu 55 xinh dã man luôn. Mã 55 nhá. 55 ạ. Em 55 tay vồng nhá. Trời ơi, 55 xinh vậy mà không bà nó chốt. 55 xinh lắm ý. Cái vân của 55 như kiểu da beo ấy. Da beo mà da hổ. Da hổ, da beo. 55 ok chị Mai Hồng nhá. Chị Mai Hồng comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Mấy em kiểu tay bồng bồng này mặc nó sang. Mọi người chia sẻ và viết giúp em đi nào. Rất rất là nhiều em dạ xinh luôn nhá. Chị Mai Hồng lên lại luôn cho em xin số điện thoại nhá. Chị Mai Hồng lên cho em xin số điện thoại ạ. À nãy chị Hồng Nhung cho số điện thoại chưa nhỉ? Chị không biết. Chưa. Hồng Nhung lên luôn lại cho em xin số điện thoại nhá. Chị Hồng Nhung nãy chốt cái mã 21 đi, cho em xin số điện thoại luôn nhá. Số điện thoại và địa chỉ ạ. Ai có đơn mới thì cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nhá. Em lên mẫu mới đi ạ. Em này khoác nhá. Khoác free size ạ. 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá. À lấy em này chốt cho em mã 60 ạ.
À đấy em này chốt cho em mã 60 luôn nhá. Khoác 60kg đổ xuống mặc vừa. Em những cái như này thì thật ra là Mai Hồng, ok chị Mai Hồng nhá. Những cái như này thì tầm 65-70kg cũng mặc được, nhưng mà tầm 60 đổ về là mặc đẹp. 60 chốt cho chị Hồng Nhung nhá. Chị Hồng Nhung cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Em đen một em đen nhá. Em đen này cũng có phần eo này. Tí inbox. Ok chị Nhung nhá. Chuyển khoản trước và receipt nha. Em này nhá, em này cũng kiểu dáng váy đấy. Em này cũng kiểu dáng váy nhá, dáng dài đấy. Em này dáng váy xinh chưa? Đội nhân ơi. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 nhá. Trời ơi xinh chưa? 70 dáng váy dài á. Mọi người có nhìn thấy chân em không? Đấy nó dài đến đây này. Hello chị Duyên Phạm. Ai đang xem chấm bài giúp em nhé. Chia sẻ bài viết giúp em ạ. Chia sẻ trên 30 lần thì được tặng áo. Được tặng một áo ngẫu nhiên do mọi người chọn nhé. Đã ngẫu nhiên để do mọi người chọn. 70 chị Hương Trần ạ. Chị đội nhân chậm chân rồi. Chậm chân rồi. Chị Hương Trần có mặt luôn cho em xin số điện thoại về địa chỉ ạ. Chị Hương Trần có mặt luôn cho em xin số điện thoại về địa chỉ ạ. Ok chị Hương Trần. Trời ơi dạ xinh lắm. Em này nhỏ nhỏ tầm 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ôi cái này này, phần này này. Điệu thế. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 nhá. Hello chị Ngân Bùi. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 52 nhá. Dạ của nó đây ạ. Họa tiết đây nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Tiền ở dưới rất là điệu luôn nhá. Tình em thích cái lông này sao. Đây mã 52 đây nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Lại lâu chưa. Ok Huyền Thanh nhá, tí inbox địa chỉ cho nick Nhung Lê nhá. Ok chị Hùng Nhung Trần ạ. 52 ok bà Hồng Nhung nhá. À Hương Trần chứ. Chị Hương Trần ơi chọn thêm đi, em còn nhiều dạ đẹp lắm. Like, mình like chắc là khoảng được tầm gần nửa tiếng thôi nhỉ. Mới like được tầm gần nửa tiếng thôi. Nghiêm Lập. Hàng si chị ơi. Hàng si nhá chị Nghiêm Lập nhá. Nhưng mà giặt là các kiểu rồi nên là hàng nhìn này như em hàng mới. Rồi nhá. Về mọi người chỉ cần lên dáng và mặc thôi. Sáng chị giờ bao nhiêu người hỏi rồi. Là hàng mới hay hàng si. Hàng thì Nhung bán mát. Mọi người hỏi chị Nhung mới đầu tư này. Mới đầu tư mát nhá. Nhìn như hàng mới. Cái này em giặt hết rồi nhá. Về mọi người chỉ việc lên dáng thôi. Rất là đẹp luôn. Giặt là thơm tho rồi. Em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 79 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 79 nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Chào chị Yến Trịnh ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 79 ạ. Mã 79 đây nhá. Bên trong nó có phối một ít nên phối cũng là dạ nhưng mà nó khác, khác màu một tí. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 79 nhá. Đây này, bên trong nó phối đây nhá. Các chị có thể tháo cái lớp phối này ra được ạ. Các chị có thể tháo được ra để mình mặc mỗi cái này thôi thì nó sẽ thành áo khoác được nhá. Đây này, cái lớp này nó là đóng cúc thôi, các chị có thể tháo ra được. Ai lấy cái này comment cho em mã 79 nhá. Cái này như kiểu là 2 trong 1 luôn đấy. Kiểu để đấy xong rồi thả phanh cúc ngoài á. Mã 79 nhá. Ai lấy comment cho em mã 79 ạ. Em này này.
dài nhiều nhỉ? Có ngắn, có ngắn chị ạ. Có ngắn nhá, em có dạng ngắn nhá, nhưng mà dạng ngắn nó đang bị lẫn ở đâu ấy. Em này 65kg đổ xuống mặc vừa nhá, tại vì hàng nhiều quá. Nên là không không phải lúc nào cũng theo yêu cầu mọi người được. Hàng nhiều nên không móc được. Nó nhiều quá không móc lên được á, nó nhiều lắm. Giờ vớ được cái gì like cái đấy. Vẫn mới móc trong túi, người ta giặt là xong người ta giao theo túi. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy comment cho em mã 55 ạ. Ai lấy em này comment cho em mã 55 ạ. Chưa vỡ chung mà. Ai lấy cái này comment cho em mã 55 nhá. Em này là dạ xù nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa, dáng dài nhá. Dáng dài dạ xù nhá. Đây ạ, chất dạ đây nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 55 ạ. 55 ok bà si tuyển nhá. Ô hình như cái này nó sáng lên là nó có cái chỗ đoạn tay này. Không, cái khác. Cái này chị vừa lôi trong túi ra. Nó giống một cái, gần giống một cái sáng nay. Nó có một cái chỗ đoạn này các chị cho thêm tay vào nữa. Mặc cho đẹp. Cái này của chị si tuyển. Em lên mẫu khác nhá. Mẫu này cũng 52-53kg đổ xuống mặc vừa. 52-53kg đổ xuống mặc vừa, chất dạ đây nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 65 nhá. Ai lấy comment cho em mã 65 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 65 đây nhá. Ai lấy comment cho em mã 65 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Mã 65 nhá. Đây các chị có thể đóng như này. Cái nào lạnh thì mình đóng kín lên đi. Không thương phát đi. Mã 65 nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy comment cho em mã 65 nhá. 65 này màu rất là đẹp luôn đấy ạ. 65 đây ạ. Ai mà kiểu thích màu sáng sáng nhưng không nó muốn nó trắng hẳn ấy thì lấy cái màu này cũng được. Mã 65 nhá. Ai lấy comment cho em mã 65 nhá. Xin chào cô Che Trúc ạ. Ôi 65 xinh vậy mà không ai chốt à. 65 em thấy rõ xinh luôn á. Em này màu lông chuột nhá. Cái này mặc free size ạ. Dáng ngắn đây ạ. Nãy có chị nào hỏi dáng ngắn nhá. Đây có mũ đây nhá. Em này có mũ lông này. Lông. Cái này lông mềm đẹp luôn đấy. Em này free size cho 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. 65kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 66 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 66 nhá. 65kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 66 nhá. Đây ạ. 65 đây nhá. Cái này quá sắc. Em này mặc free size đấy ạ. Chia đang xem chia sẻ với em đi nào. Bào đang xem chia sẻ với em đi ạ. Mã 66 ạ. Mã 66, ai lấy mã 66 không ạ? 65kg đổ xuống mặc vừa nhé. Xin chào. Rồi. Đỡ đắm rồi nó lại không tháo được ra. Chưa tôi đi, tắt ra đi. Không phải nó chưa xuống hẳn. Khóa sắt này nó cứ bị hay bị lắc không? Chưa ra, tắt ra đi. Không. À đây. Em lên mẫu mới ạ. Em này nó bị tuột tay nhá. Em này bị mất cúc tay rồi, các chị về thay cúc tay giúp em nhé. Em này 65kg đổ xuống mặc vừa. 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 90 ạ. Ai lấy em này comment cho em mã 90 nhá. Mã 90 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Cái này bị tuột, bị mất một cúc tay rồi, các chị về thay cho em cứ cúc tay nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 90 ạ. Chị Hà đang xem cho em một chấm đi nào, nhạt nhẽo quá vậy. Bà đang xem cho em một chấm đi ạ. Màu lông chuột ạ. Ai lấy comment cho em mã 90 nhá. Lấy em này comment cho em mã 90 ạ.
luôn nhở. Mọi người đang xem chia sẻ bài viết giúp em nhé. Chia sẻ bài viết giúp em trên 30 lần được được tặng một áo ạ. Trên 30 lần sẽ được tặng một áo nhé. 30 lần thôi là được tặng một áo rồi đấy ạ. Em này free size nhá. Em này free size 60kg đổ xuống mặc vừa. 60kg đổ xuống mặc vừa free size nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 99 ạ. Ai lấy em này comment cho em mã 99 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Mã 99 nhá. Mẹ gọi gì ấy? Con like rồi đấy. À quên, con chưa chia sẻ. Đợi con tí. À đấy, cái này con muốn cho em mã 90 nhá. À có phải 90 không nhỉ? 99 ạ. Mã 99 nhá. 60kg đổ xuống mọc vừa nhá. Con muốn cho em mã 99 nhá. Nãy chị chưa chia sẻ lên đấy. 99 đưa chị chia sẻ cho. Em lên một em dạng ngắn nhá. Em lên một em dạng ngắn nhỉ. Các bà chia sẻ cho em đi nào. Bà nào chưa chia sẻ luôn cho em đi ạ. À. Trời ơi chán vậy. Em này dáng ngắn này à. Em dáng ngắn này. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này comment cho em mã 95 nhá. Ai lấy cái này comment cho em mã 95 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa, tay nó đây nhá. Tay đây ạ, 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy cái này comment cho em mã 95 ạ. Chị nào từ 50 đến 60kg, 50 đến tầm 57, 56, 57 mặc rất là xinh luôn nhá. 50 đến 56, 57kg mặc rất là xinh luôn nhá. Dạ 79k đấy. 95 ok chị Hồng Nhung nhá. Bên trong này. Bên trong nó lót cũng đẹp. Em lên mẫu này nhá. Mẫu này kiểu điệu điệu. Em này cũng mặc free size đấy ạ. Em này free size 65kg đổ xuống mặc vừa. 65kg đổ xuống mặc vừa nhé. Free size nhé các chị nhé. Ai lấy em này comment cho em mã 92 ạ. Ai lấy cái này comment cho em mã 92 nhé. 65kg đổ xuống mặc vừa. 65kg đổ xuống mặc vừa nhé. Cái này như kiểu dáng baby doll ý. 65kg đổ xuống mặc vừa nhé. Bên trên này nó có phối gen đấy ạ. Ai lấy cái này comment cho em mã 92 ạ. Mình lấy con tím. Ok chị chốt theo mã giúp em nhé. Chị Hồng Nhung chốt theo mã giúp em nhé. Cái này là chị Hồng Nhung. Tươi 92 ok vào Hồng Nhung nhá. Hồng Nhung 92. Ôi. Cái này là kiểu gì đấy? Em này nhá, bên trên là phối gen đây ạ. Em này phối gen nhá. 62kg đổ xuống mặc vừa. Không, cái này tầm 5 mấy thôi, không phải 5 mấy ạ. Em thấy nó cũng rộng rộng. Cái này cũng kiểu baby doll. Dáng như baby doll, dáng là dáng baby doll đấy ạ. Cái này là dáng baby doll nhá. Cái này tầm 57-58kg đổ xuống mặc được ạ. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 58 nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã 58 nhá. 58kg đổ xuống mặc được ạ. 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 58 nhá. Chị Hồng Nhung ơi, chị chốt mã cho em nhá. Chứ nhiều khi là con mình chậm ấy. Em không biết là chị lấy cái nào. Chị chốt cho mã giúp em nhá, cho chắc ạ. Chốt theo mã giúp em nhá. Cái này các
các chị về mua cái đai nào màu nó sáng sáng, màu nó sáng sáng, màu trắng như thế này chẳng hạn. Mình về mình thắt đai đây này, nó có cái phần đây này, nhìn nó đẹp. Thắt đai lên nhìn nó đẹp hơn đấy ạ. Trắng nơ. Ok chị Hồng Nhung nhá, tí nữa chị nhớ chốt theo mã cho em nhé. Cái này hình như em chưa được kịp đọc mã nha. Mã 58. Ừ. Cái này chị Hồng Nhung nhá. Lát chị nhớ nghe mã rồi chốt mã giúp em nhá. Không nhiều khi em coi người khác chốt nữa. Em này là size M nhá. Em này size M khóa chéo đấy ạ. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa. Cái này kiểu chéo chéo như này này. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị nào lấy cái này comment cho em mã 70 nhá. Chị nào lấy cái này comment cho em mã 70 nhá. Ai lấy comment cho em mã 70 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái này comment cho em mã 70 ạ. 70 đây nhá. 70 nhá, 70 kéo khóa chéo đấy ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 70 rất là xinh đấy ạ. Mã 70 xinh lắm luôn đấy. Mã 70 nhá, mã 70 ạ. 70 chế 55kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 70. Mã 70 nhá, 70 đấy ạ. Em này tay phối len nhá. Em này tay phối len đấy ạ. Cũng khóa chéo nhá. Đây tay nó đẹp. Dạ này là dạ xù nhá. Cái này kiểu như bông bông á. Em này cũng 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 72 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 72 nhá. 70 chị Thanh Thủy ạ. Ok chị Thanh Thủy 70 nhá. Em này mã 72 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 72 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Tay nó phối một ít len ấy. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 72 nhá. Mã 72 đây ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 72 nhá. Em lên một em này nhìn màu đã thấy xinh rồi. Nhìn màu thấy thích rồi, thủy chút rồi. Nó thế nào? Lần sau chị nghe giúp em kỹ số cân rồi hãng chốt nhá. 72 ok chị Mai Hồng nhá. Chị Mai Hồng 72 nhá. 72 chị Mai Hồng ạ. 72 chị Mai Hồng nhá. Em lên em này ạ. Em này xinh chưa? Màu đã thấy xinh rồi. Tay này. Tay này là tay bồng nhá. Tay bồng lửng lửng đấy ạ. Em này free size 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 60 nhá. Em 60 này mà không chốt thì hơi bị tiếc đấy ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Mã 60 ạ. Mã 60 này xinh này mà không ai chốt ạ. Xinh chưa? Mã 60 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60 ok chị Hương Trần ạ. Chị Hương Trần có đơn chưa? Em lên một em dạng ngắn nhá. Dáng này có ai thích không? Dáng này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 luôn nhá. Ai lấy chốt cho em mã 55 ạ. Váy mình không bán ạ. Váy này là của mình. Váy này là váy của mình, không phải là hàng ạ. Không phải hàng bán đâu. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá. Áo này mã 55 nhá.
Em 52 cân ạ. 55 chị Thu Thủy nhá. 55 chốt cho chị Thu Thủy ạ. Hello chị Thu Cúc. Em 52 kg cao 1m6 nhá. Thu Hương Thành của chị Thu Thủy. Em lên một em màu cam nhé. Em này là màu cam. Em này xinh cực. Đây. Mặc lên với áo trắng hoặc là cái áo màu giống màu của em ấy, nó cũng hợp. Em này dáng như kiểu dáng của Hàn ấy nhỉ. Ừ, nó Hàn này. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. 55kg đổ xuống là mặc đẹp ấy. Còn tầm 57-58kg vẫn bon chen được. 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 56 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 56 nhé. Khoác đây ạ. Cái này dáng như kiểu dáng dạ Hàn ấy. Ai lấy chốt cho em mã 56 nhé. Lấy được nhiều rồi. Ok ok chị Thu Thủy nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 56 nhá. Linh ơi lấy được nick rồi à? Mã 56 nhá chị nhá. 56 ok chị Hương Giang nhá. Chị Hương Giang 56 ạ. Chị Thúy Đoàn, chị Thúy Đoàn chậm chân rồi ạ. Chị Thúy Đoàn chậm chân rồi. Em lên mẫu mới nhá. Cái mẫu này nó phối một ít cổ này này. Các chị không thích thì có thể bỏ ra nhé. Mẫu này 55kg đổ xuống mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy mẫu này chốt cho em mã 70 ạ. Ai lấy mẫu này chốt cho em mã 70 nhé. 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy chốt cho em mã 70 ạ. 70 phối một ít cổ nhé. Bị ẩn. Chị chia sẻ đi, chia sẻ là nó đỡ bị ẩm ấy. Mất mã 56, đội nhân mất mã 56. Các chị nếu mà bị chặn chia sẻ lên nhóm rồi ấy, thì cố gắng chia sẻ lên ít nhất một lần trên trang cá nhân giúp em nhé. Ít nhất một lần trên trang cá nhân thì nó cũng không, nó đỡ bị ẩn comment ấy. 70 ok chị Hồng Nhung ạ. À quên. Đúng rồi, vậy mấy Hồng Nhung không phải chụp đâu. Lỡ chụp thì thôi. Quên mất. Thấy. Mới. Em này ạ, em này xanh coban nhá. Em này màu xanh coban ạ. Em này lên giá là xinh này. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chất dạ đây ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 62 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 62 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa xanh coban nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 62 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 62 nhá. Mẫu cao 1m6 nặng 52 cân nhá. Cao 1m6 nặng 52 cân ạ. 62 ok chị Thủy Đoàn nhá. Chị Thủy Đoàn 62. Tiên mình đến hết 1 cân tư vấn. Như thế sáng em mua 3 cân. Em này quiz. Cái này sừng. Ta định bảo phi sừng nhưng mà phi nó là kiểu phi sừng thôi, còn đây nó là kim loại rồi. Em này trông cũng hay hay. Em này ạ. À. Em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này là phi sừng ấy. Kiểu phi sừng ấy. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 65 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 65 ạ. Mã 56 chị thấy mình chốt đâu này. 56 chị vẫn chốt sau chị ạ. Chắc là do mạng rồi. Thường thường thì mình comment ấy là cái comment của mình nó sẽ đẩy lên đầu tiên. Nhưng mà mạng của mình chậm thì người khác, người ta comment trước ấy, về lúc một lúc sau mình mới nhìn thấy cái comment của người ta, nên mình vẫn thường là nhìn thấy cái comment của mình đầu tiên đấy chị ạ. Còn đâu nhanh hay chậm là do mạng nhà mình thôi. Em này nhá. Em này mã 65. Mã 65 ok chị Hương Trần nhá.
bước vào là không biết bỏ ra kiểu gì. Cái này là dạ miếng nhá. 365 đi luôn kìa. Em lên một em phi sừng nữa nhá. Một em phi sừng nữa. Hồng Nhung chậm chân rồi. Em này thì đúng là sừng luôn. Cái này mặc free size nhá. Free size tầm 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã sao bao nhiêu nhỉ? Mã 67 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 67 nhá. Chốt cho em mã 67 nhá. Em này dáng dài này. Mã 67 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 67 ạ. Mã 67 nhá. Khi sừng mã bao nhiêu mình lấy? Khi sừng kia rồi. Đây đây một em khi sừng nữa đây chị ơi. 67 chị chi tuyển. Ui em này nóng ghê. Em này vừa dày vừa nặng. Chị Hoàng Nhi chậm chân rồi. Em lên mẫu mới nhá. Chị Hà Nhi chậm chân 67 rồi ạ. Em này đây. Em này nó có cái kiểu đóng cúc như thế này này mọi người. Em này thì hơi nhỏ. Tầm 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. 67 chốt cho chị Chi Tuyển ạ. Em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy chốt cho em mã 70 nhé. Mã 70 đây ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. Chất dạ đây ạ. Dạ xù nó dày dày. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy chốt cho em mã 70 nhé. Mã 70 ạ. Em này mã 70 nhé. Em này mã 70 nhá. Cái phần cúc cái phần đóng khuy của nó ấy, nó cũng kiểu kiểu. Mã 70 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 70 ạ. Chị Tiệp Hào ơi, hàng si nhá chị nhá. Hàng si chị ơi. Em đã giặt là hết rồi nhá. Về mọi người chỉ được lên dáng thôi nhá. Về mọi người chỉ được mặc thôi. Xinh lắm. Em này mất một bấm lên. Em này bị mất một cái đầu cúc như này ở đây nhá. Về mọi người thay giúp em nhá. Em bớt 10.000 cái áo này ạ. Áo này em bớt 10.000 nhá. Nó chỉ mất bị mất mỗi một cái cúc ở đây thôi, mọi người về có thể thay được. Bởi vì cái cúc này không phải là cái cúc độc gì nên là đi thay được. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa nhé. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 37 nhé. Ai lấy chốt cho em mã 37 nhé. Chốt cho em mã 37 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 37 nhé. 60kg đổ xuống mặc vừa nhé. Mặc free size ạ. Em này em bớt 10.000 nhé. Giá 69k thôi ạ. 69k thôi nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 37 nhá. Chốt cho em mã 37 nhá. Đây này, em này nó có một đoạn này này. Lên nếu mà thích ấm. Em này dày lắm. Mã 37 nhá. Em này free size ạ. Em này khoác. Em này free size nhá. 60-65kg đổ xuống mặc vừa. 60-65kg đổ xuống mặc vừa. Em ôi em này chỉ là khoác thôi à. 60-65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Hú há gì đấy. Ai lấy em này chốt cho em mã 40 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 40 nhá. 65kg đổ xuống mặc vừa.
65kg đổ xuống mặc vừa nhé, chân dạ đây ạ. Ai đấy em này chốt cho em mã 40 ạ. Mọi người chia sẻ và viết giúp em đi nào. Chốt cho em mã 40 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 40 đi ạ. Em này không biết tắt tay đâu có được không? Thôi chứ không khóc. Đầy quá. Em lên một em đen nhá. Báo xem cho em một chấm đi nào, mọi người đi đâu hết rồi. Hello chị Vân Xún. Ai đang xem chia sẻ bài viết giúp em nhé. Chia sẻ trên 30 lần được tặng một áo ạ. Trên 30 lần được tặng một áo nhé. Cái này nó phối một ít nhung đấy ạ. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Em này phối nhung này. 55 nhá. Cho tao cái nào mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 luôn nhá. Mã 55 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 55 ạ. 55 chị Hồng Nhung nhá. Chị Chi Tuyển, chị Minh Ngọc chậm chân rồi ạ. Bà Minh Ngọc ơi chậm vậy bà Minh Ngọc ơi. Minh Ngọc ơi chậm quá, ra em mà chốt đi, ra em mà nhặt đi. Nhắn tin em gửi địa chỉ cho ra mà nhặt đi, chị Giang Nguyễn chậm chân rồi. Anh nhắn tin địa chỉ cho ra mà nhặt đi, chậm chân quá thì không được cái nào đâu, tiếc lắm. Em này nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Duyên ơi Duyên. Duyên ơi lùn như là không có cái nào vừa đâu, lùn lắm. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 45 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 45 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 45 nhá. 45 đây ạ. Mã 45 nhá. Khoác này xinh chưa. Ai lấy chốt cho em mã 45 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 45 chị Hồng Nhung ạ. Cái chi nhánh. À các chị nhanh thế sao. Huyền Thanh ơi, ra mạng chậm rồi. Mạng chậm ạ. Chắc là xem bằng điện thoại nên mạng nó chậm. Các chị ấy xem bằng máy tính thì nó nhanh hơn. Các chị ấy con mượn mã rồi thì cái... Thì Giang Nguyễn ơi, chắc là phải đến thứ hai rồi. Tại vì hôm nay em gửi là thứ tư á. À, đơn của chị Giang Nguyễn em gửi từ tuần trước cơ mà nhờ. Chị Lâm Thị Thanh. Hello chị Lâm Thị Thanh. Chị Hương Giang chậm chân rồi. Chị Giang Nguyễn ơi, chắc là để em xem. Ôi vãi cái gì, giờ đẻ xong bụng nó còn to nữa, bố ai mà tìm được áo cho bà hả Duyên. Người ta bây giờ không có đồ để mặc cái này. Em này nhá. Dạ là béo lắm rồi, không có cái gì để mà mặc luôn ấy. Em này 57-58kg đổ xuống mặc vừa. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 32 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 32 ạ. Cái này dạ bông bông ấy. Mã 32 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 32 ạ. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Cái này kiểu khoác free size ấy. Em 52 cân mọi người áng áng chừng người em mặc nó rộng nhiều hay là nó chật nhiều thì mọi người áng áng theo form của mọi người nhé. Em người ta đi. Để chị cái này. Minh Ngọc 32. Ok 32 cho chị Minh Ngọc ạ. 32 chị Minh Ngọc. Em lên một em đỏ nhá. Lên một em đỏ cho tươi. 32 em nào đây ạ. Đây là em không. Em đỏ này nhá. Không vừa. Nhưng quần áo chiến nhũ không mặc vừa được. Em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 35 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 35 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 35 ạ. Tí em nhắn tin cho. Em này kiểu em có Shopee nhá. Kiểu khoác Hàn Quốc nhá. Ai muốn ship Shopee thì inbox cho chị Nhung nhá để chị tạo đơn ạ. Inbox để chị tạo đơn nhá. Mã 35 chị Chi Tuyển nhá.
35 chị xin tuyển ạ. Em lên tay, em này là tay ngắn nhất. Em này kiểu ngắn tay nhá. Đây nhá mọi người ơi, cái phần lông này của nó mềm lắm, lông cũng đẹp. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa, 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã, ai lấy em này chốt cho em mã 38 nhá. Mã 38 đi ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 38 này phối lông đẹp lắm, phối lông mềm mịn đẹp này. Mã 38 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 38 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa, 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này là ngắn tay, em này ngắn tay, tay điệu lắm. Đây ạ, ngắn tay nhá, 55kg đổ xuống mặc vừa. Mã 38 chị Si tuyển nhá. Rồi ơi, nhìn cái đống này ơi lắm rồi đây này. Em đỏ nãy chị tuyển chốt rồi chị ạ. Chị bích dịu chậm chân em 35 rồi. Đúng rồi, 38 chị Si tuyển nhá. Chị Vân ngũ sắc chậm chân rồi. 38 chị Si tuyển nhá. Em này hơi nhỏ nhỏ. Em này hơi nhỏ nhá, tầm 50kg đổ xuống mặt vừa. Em này 50kg đổ xuống mặt vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 37 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 37 nhá. 50kg đổ xuống mặt vừa, ngực tầm... Mà lâu rồi em không đo ngực em, không biết ngực em bao nhiêu ấy. Ngực em thì hơi kích. Ngực chị có em bé rồi mà nó cũng chả lớn thế nào cả. Ngực em chắc tầm khoảng độ 88 gì đấy. Thì chắc là các chị khoảng tầm... À nhưng mà cái này nó cũng không đóng cúc, nó chỉ đóng lên đây thôi. Cúc này chỉ để trang trí thôi. Em vừa đọc em này mã bao nhiêu nhỉ? 37 phải không nhỉ? Ai lấy em này chốt cho em mã 37 nhá. Em này mã 37 đấy ạ. Em này hơi nhỏ thì tầm 50kg đổ xuống là mặc vừa nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 37 nhá. Không, cái này là hàng Si ạ. Hàng Si thì thi thoảng có cái mới, còn tem mác ấy, còn đâu cái mác này là mác của shop chị Nhung. Cái này mác của shop chị Nhung nhá. Em cao 1m6 nặng 52 cân nhá. Em cao 1m6 nặng 52 cân nhá. Em này tầm 50kg đổ xuống mặc vừa. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52 như em mặc thì hơi kích. Nếu mà mặc nhiều áo bên trong thì là hơi kích. 50kg đổ xuống mặc vừa. Có chưa đếm đâu, Hồng Nhung ơi bận lắm chưa đếm được. Em qua mẫu nhá. Phải yên tâm đi, chưa 10 chiếc đâu. Nó có mấy chiếc thôi, chưa được 10 chiếc đâu. Lên một em quý sà tộc. Toàn cúc. Em này nhỏ nhỏ. Em này cũng 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa. Em này có đai đi ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này nhiều cúc ấy. Quý tộc. Em này có đai ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai đấy em này chốt cho em mã 30 nhá. Cái này khó giúp ạ. Ai đấy chốt cho em mã 50 nhá. Like lần mấy á? Sáng nay em like. Hàng này giờ bắt đầu mới mở ra. Hàng này lần mấy? Hàng này là hôm nay mới có. Sáng nay em mới like được một ít. Chiều nay em like nốt ạ. Chiều nay em like nốt hết không người này. Còn nhiều lắm. 30. 30, 30 chị. Có xong 50 này em nào. 50. 30 chị Si tuyển ạ. Thế còn 50 này em nào?
em không biết đâu, hay là nhầm, hay em đọc nhầm. Mã 50 là mã nào ấy ạ? Mà em đọc mã này 30 mà. Kaki lót nỉ. Không ạ, hôm nay chỉ có dạ thôi nhá. 30 ạ. Hay lúc đầu em đọc 50. Trong đầu em không còn nhớ cái gì cả. Lúc đầu đọc 30 sao? Vâng, em nhớ cái này em đọc 30 mà. Thế thì kéo sang mai 30 đầu tiên thì chốt. 30 chị xin tuyển đầu tiên. Chị xin tuyển 30 nhá. Em lên này một em vàng này cho nó tươi nhá. Tay lửng ạ. Em vàng này tay lửng nhá. Mặc em này sáng da chưa? Em này có đai nhá mọi người nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 99 đi ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 99 nhá. Mặc nhìn sáng da lắm. Em vàng này bên ngoài nó kiểu màu vàng chanh ý. Không ai ra ăn đấy chưa? Rồi ạ. Mặc nó chỉ toàn vào chân thôi chứ em không cảm nhận được gì ở cái phần trên này. Được rồi, được rồi. Mã 99 chị si tuyển nhá. Ôi trời ơi, mã 99 đẹp chưa? Mã 99 không ngồi lại tiếc. Chị Hồng Hồng lại chậm rồi. Chị Hồng Hồng ơi, cứ chốt mã trước cho em nhé, cho đỡ bị chậm ạ. Cứ chốt mã trước đi, sau rồi cho số điện thoại sau cũng được ạ. Chốt mã trước đi cho đỡ chậm nhé. Không thì các chị vồ nhanh lắm. Cho chị cho đầy đủ cả số điện thoại các thứ luôn. Khổ, lại bị chậm mất. Đội Nhân ơi. Đội Nhân ơi, Đội Nhân ơi. Em này ạ, em này dáng dài nhá. Em này dáng dài này. Em này nhìn màu ở ngoài, ở trên la bị mất màu nhở. Em tả màu cho chị ấy biết phát. Phòng này em chẳng biết nói là màu gì nữa thôi. Đây nha mọi người nhìn gần đấy ạ. Em này khoác cũng đẹp. Em này 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 58 nhá. Hello chị Miami. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 nhá. 57-58kg đổ xuống mặt vừa. Ai lấy chốt cho em mã 58 nhá. Mã 58 đi ạ. Mã 58 nhá. Cái này dài này. Ai cao tầm khoảng độ 1m62 trở lên mặc đẹp ấy. 58 chị si tuyển nhá. Cho tôi cái be đi bà. Cái be nào? Nhưng không biết đâu, giờ Nhưng không chốt hàng. Giờ Phượng là người chốt hàng mà. Các chị chốt theo mã đi cho em đỡ bị nhầm. Nhưng bây giờ không làm gì được rồi. Chỉ ngồi ngắm nhìn mọi người thôi. Các chị chốt theo mã giúp em nhé. Cho đỡ bị nhầm. Không phải lại lẫn lộn hết. Đồ Nhân đẹp. Đồ Nhân ơi, tí tôi nhặt cho bà một chiếc khác nhá. Tí tôi nhặt tôi để riêng thôi cho bà một chiếc nhá. Mã mới. Mã này free size nhá mọi người nhá. Free size ạ, 65-70kg đổ xuống mặc vừa. 65-70kg đổ xuống mặc vừa nhá. Dao động tầm 50-65-70kg đổ xuống mặc vừa. Vì em này là mặc kiểu free size ấy. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 70. Em này khoác cũng đẹp. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 nhá. Free size nhá. Mã 70 free size ạ. Ai lấy chốt cho em mã 70 nhá. Mã 70 đi ạ. Cái này họa tiết kẻ kẻ này. Mọi người nhìn gần mới thấy nó. Nhìn xa nó kiểu loa loa. Một chiếc dáng dài giống 58. Giờ mình chả nhớ 58 là cái nào nữa cơ. 58 là cái này này. Dài. Free size nhá. Mã 70 ạ. Ai lấy cái này chốt cho em mã 70 nhá. Hello Lin Lin. Em tưởng chị cho Linh ở đây. Giờ mới nhớ ta. Không, Linh phải cũ chứ. Thế à? Phải lấy ngày xưa trường sinh quán rồi. Cá nhẹ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên mẫu mới nhá. Em này màu lông chuột ạ. Em này hơi nhỏ màu lông chuột nhá. Em này bị ấy mất một cái cúc tay rồi. Em bớt 10.000 nhá. Em bớt 10.000 cái này nhá.
màu lông chuột ạ. 52 53 kg đổ xuống mặc vừa. Ôi chết, này mất luôn Hàn Quốc chứ không phải mất một cái. Cái này nhưng mà cúc phải bên kia rồi. Thôi bạn đi xuống đi. Cái này bị mất cả cái cúc này rồi ạ. Mất cả cái cúc này rồi mọi người nhá. Em bán 49.000 ạ. Chốt cho em mã 49 luôn nhá, 50 52 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái này chốt cho em mã 49 luôn nhá. Mã 49 luôn ạ. 50 52 kg đổ xuống mặc vừa không thì em bảo mọi người giật luôn cái cúc này tắt vào đây này. Xong cái hàng này thì thôi quái cần cũng được. 49k rồi ạ. Ai lấy cái này chốt cho em mã 49 luôn nhá. Mã 49 nhá. Cái này khoác khoác này cũng đẹp này. Mã 49 nhá, 49k. 50 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 49k nhá. Mã 49 ạ. 50 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá, màu lông chuột ạ. Màu lông chuột nhá. 50 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Không ai lấy cái 49 này ạ. 49 này cũng đẹp. 49 ok, chị Hồng Hồng nhá. Về mà thay cho em bộ cúc đi nhá, bởi vì nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà chỉ tội là nó bị mất cúc thôi. Em này nhìn màu tươi tươi. Hello chị Trang Khang. Trang Khang vào lại à. Hello chị Mao Trung. Mọi người ơi, cái này, cái này nó không phải bị mất cúc mà nó cái này nó bị tuột ra khỏi đây này. Về khâu lại giúp em nhé. Cái này về khâu lại giúp em là được ạ. Em đính lại vào đây nhé. Chị An chạm chân 49 rồi. Em này 57 58 kg đổ xuống mặc vừa nhé. Cái này dạng dáng Hàn đấy ạ. 57 58 kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhé. Khoác cũng đẹp này. Mã 55 nhé. 57 58 kg đổ xuống mặc vừa nhé. Mã 55 ạ. Chất dạ đây nhá, mịn lắm. Mã 55 nhá. 57 58 kg đổ xuống mặc vừa. Màu tím 55, ok chị đổi nhẫn. À quên, đổi nhẫn. Đây rồi. Khổ quá, bà này bái tên là đôi nhẫn. Nhưng mà cứ gọi là đổi nhẫn. Giờ chị Thúy Đoàn chậm chân 55 rồi. Đầu em nó cứ lót thành đổi nhẫn. 49 chị An Phạm chậm chân rồi. Tiếp theo nào? Một em khuy sừng nhá. Một em khuy sừng ạ. Cái này là vải kiểu như vải nỉ à. Cái này là nỉ hay cái gì nhỉ? Phối một ít len nhá. Vải nỉ phối len nhá. Em này là kéo khóa ạ. Em này free size nhá. Em này tầm 57 58 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Chốt cho em mã 60 nhá. 57 58 kg đổ xuống mặc vừa. Khuy sừng này. 57 58 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. 60 khoác cũng được. Mà nó có cái phần kéo khóa ấy. Ôi khuy sừng này đẹp dã man ấy. 60 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Mã 60 chị Hồng Nhung nhá. Chị Hồng Nhung này. 60 này đẹp lắm. Em lên một em tím tím than. Bà Hoài Thu Trường ơi, tôi mở ở đâu tôi treo đấy chứ tôi có chọn được đâu. Sáng nay em quay cho mọi người xem cái đống dạ rồi đấy. Nó vẫn còn nguyên trong túi. Em này free size nhá. Em này free size ạ, có cái phần nơ này. Đây cái này nó là thành nơ. Trời ơi. Đóng cúc. Free size em này 60 kg đổ xuống mặc vừa. 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai không thích cái dáng kiểu như này thì mọi người thắt đai nhá. Em này là thắt đai được. Em này thắt đai đây là đẹp này. Kiểu dáng váy ấy. Em đồng mã cái này chưa nhỉ? 62 thôi. 60 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 62 nhá.
Ai lấy em này chốt cho mã 62 ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em thắt đai cho mọi người xem nhá. Mọi người về đầu tư cái đai nhá. Mặc quần áo cho đẹp. Ai lấy cái này chốt cho mã 62 nhá. Tay này, tay loe nhá. Tay em này là tay loe ạ. Ai lấy em này chốt cho mã 62 ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Mọi người về thắt đai đây là đẹp. Không muốn thắt đai thì mặc suông. Mặc suông đây nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho mã 62 nhá. Mã 62 ạ. 62 để dáng váy xinh đấy. Trường tennis. 62 không vào làm chốt à? Em lên một em dáng ngắn nhá. Em này cũng màu tím than. Em này cũng màu tím than nhá. Em này bị mất mơ cúc ở đây rồi. Mọi người về thay giúp em nhé. Những cái cúc không cần thì nó lại có. Cúc có thì nó lại không cần. À cúc. Hình như bên trong đều có cúc dự bị đấy sao? À đây đây. À không, cúc bên trong nó khác. Nhưng mà cúc này đẹp chưa? Cúc này đẹp. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 72 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 72. Cái này mặc lên trẻ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 72. Mã 72 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 72 nhá. Mã 72 đi ạ. Em này mặc lên trẻ lắm. 72 ok bà xin tuyển nhá. Bà xin tuyển 72. Chị Vân Vũ Sắc chậm chân rồi. Em lên một em xanh. Xanh này gọi là xanh gì? Mai chậm chân rồi còn đâu. Xanh này xanh má cây đậm. Em này đi ạ. Chất dạ đây nhá mọi người nhá. Chậm chân rồi chị ơi. Cái này nó cũng không phải là xanh rêu hẳn. Mà nó là xanh kiểu xanh lá cây đậm đậm ấy. Xanh kiểu xanh của thân cây ấy. Cái màu xanh của thân cây ấy các bạn. Xanh đậm của thân cây ấy. Em này mặc free size nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Chị Vân Vũ Sắc 72 của Si Tuyển. Của chị Si Tuyển nhá. Chị Vân Vũ Sắc vẫn bị chốt sau ạ. Em nhìn thấy comment của ai trước thì em đọc trước nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ, free size nhá. Tay nó kiểu bồng bồng này. Mặc lên như kiểu Hồng Kông. Đây này. Chị nhìn xem ai rồi. Không, em đang bảo kiểu cổ điển của ngày xưa ấy. Rồi. Như kiểu mấy bọn đóng phim Hồng Kông ấy. Mã 90 nhá. Mã 90, 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Mã 90 đây nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai mà thích cái kiểu độc độc lạ lạ ấy thì lấy em này. Em này thắt đai lên cũng đẹp. Em này thắt đai lên cũng đẹp nhá. Mã 90 nhá. Mã 90 đây ạ. 90 này kiểu cầu vai ngày xưa ấy, của Hồng Kông ấy. Ai mà thích kiểu dáng độc độc ấy xơi em này đi. Xinh đây nhá. Mọi người về kiếm cái đai mà cũng kiểu vải nó dạ dạ hoặc vải nhung ấy thì nó hợp hơn. Đây nhá mọi người nhá. Mã 90 đây ạ. Ai lấy em này chốt cho mã 90 nhá. Vâng. 90 tay bồng nhá. Em qua mẫu ạ. Thế thì ở cháu. Anh cứ bị đẹp trai á. Cháu này đang tự xoay gương à. Sớm hay vợ chồng mượn cái gương to hơn này. Mệt mỏi. Có bị chặn chưa? Mọi người ơi, mọi người xem like thì chấm like giúp em nhá. Chấm bài cho em ạ. Em này là kéo khóa nhá. Vải dạ của nó đây ạ. Dạ bông ép nhá. Em này free size nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ.
Ai đấy em này chốt cho mã 60 nhá. Mã 60 đấy ạ, 60kg đổ xuống mặc vừa, nó phối một ít cái đoạn này này. Nhìn nó đây. Có cái điểm nhấn nhấn. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai đấy em này chốt cho mã 60 ạ. Mã 60 đấy ạ. Ai đấy em này chốt cho mã 60 nhá. 60 màu đẹp lắm. Ai đấy chốt cho em mã 60 nhá. 60 nhìn xinh vậy. Cái này là mát nhá, không phải là áo đâu. 60 đấy ạ. Một em xanh coban nhá. Em này dạ Hàn đấy ạ. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60 chị An Phạm ạ. Xanh dồn hay xanh gì? Nghĩa là dồn đơn. Em xanh cô ba này dáng Hàn nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Chị Lâm Vi chậm chân 60 rồi. Ai đấy em này chốt cho em mã 70 nhá. Ai đấy em này chốt cho em mã 70 ạ. Xanh cô ba này ạ, dáng Hàn nhá. Ai đấy chốt cho em mã 70 nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Ai đấy em này chốt cho em mã 70 ạ. 70 nhá, 70 khoác thôi ạ. Ai thích cái đấy thì về làm cái cúc. À đây đây, nó có chỗ này. Trời ơi, cái bà này bà bắn mát bị chuột rồi. Nó có một cái đoạn dài. Đây đây đây. An Phạm nha. Cô ban dồn. Cô ban là mã 70 nhá. Xanh cô ban mã 70 ạ. Xanh cô ban mã 70 chị Thúy Đoàn ạ. Mọi người vui lòng chốt theo mã giúp em nhé, cho nó công bằng. Thật ra thì cái comment xanh cô ban của chị Thúy Đoàn cũng là trước. Mọi người chốt theo mã cho em nhé. Em chốt theo mã cho công bằng nhá. Em chốt theo mã nhá. Mọi người chú ý nghe mã giúp em nhé. Nghe mã, nghe số cân ạ. Em này là màu gì đó? Em này màu polyside. Em này là kiểu màu nó hơi vàng vàng nút. Ờ. Bé bé nhưng nó lại hơi vàng vàng. 80kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 96. 80kg đổ xuống mặc vừa. Mặc polyside thì 80kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mọi người không thích thì về thắt đai với em nhá. 80kg đổ xuống mặc vừa. Mã 96 nhờ. 80kg đổ xuống mặc vừa, mã 96 nhờ. 96 chế là 80kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 96 nhờ. Mã 96 ạ. 96 nhá. 96 80kg mặc rất là xinh luôn nhá. Mã 96 nhờ. Mã 96 em lên mã mới luôn nhá. 96 đây nhá. Toàn cái to. Cái to này về mọi người thắt đai đẹp mà. Cái to về thắt đai đẹp mà. Em lên mẫu mới nhá. Cái này thắt đai xinh cực ấy. Em lên mẫu mới luôn nhá. Cái này mỏng mỏng thắt đai được. Chế đang xem cho em một chấm đi ạ. Em này nhá. Em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này con mượn cho em mã 90. Ai lấy em này con mượn cho em mã 90 nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Mã 90 đây nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Lấy em này con mượn cho em mã 90 ạ. Mã 90 nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 90 đây ạ. Nhưng còn đang lười không thể mở này. Đang ngồi góc không nhìn. Hello, nhìn phường 20 kìa. 90 không ai chốt ạ. 90 tầm 45-52kg mà rất là xinh nhá. Mã 90 màu đen đấy ạ. 45-52kg mà rất là xinh nhá. Mã 90 nhá. Em này dài nè.
Cái này dài, chị nó thích dài này. Em này là cái khuy nhá. Em này dài cái khuy ạ. Tay chuông nhá. Em này dáng dài cho ai 65-70kg mặc được nhá. 65-70kg mặc vừa. 90 ok chị Thu Thủy nhá. Chị Thu Thủy 90 nhá. Ai lấy em này con mừng cho em mã 95 nhá. Ai lấy em này con mừng cho em mã 95 ạ. 70kg đổ xuống mặc vừa nhá. 70kg đổ xuống mặc vừa. Cái này thật ra nó có đai mà. Thì nó bị mất đai rồi. Cái này có đai mà bị mất đai rồi. Mọi người về mua đai giúp em nhá. Mọi người về mua đai thắt đai vào cho em nhé. Cái này thắt đai vào thì đẹp lắm. Tại vì tay nó là tay bồng. Thắt đai vào trông nó sang ấy. Ai để em này comment cho em mã 95 à? Lấy em này comment cho em mã 95 nhé. Cúc của nó này. Mã 95 nhé. Cúc nhưng mà cúc đóng trong. Mã 95 nhé. 95 màu đẹp lắm. Ai lấy em này không? Mã 95 nhé. Các chị chốt liên tục đi cho nó xôm. Like thế này buồn quá. Chưa sẻ like này buồn quá. Hai chị em ngồi gần ra đây này ạ. Em này nhá. Em này khuy sừng ạ. Các chị chia sẻ bài viết giúp em nhé. Chia sẻ trên 30 lần được tặng một áo ạ. Chia sẻ trên 30 lần chụp ảnh màn hình gửi lại cho em sẽ được tặng một áo nhé. Thì nào chia sẻ với em trên 30 lần chụp ảnh màn hình gửi lại cho em thì sẽ tặng một áo nhỉ. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã bao nhiêu nhỉ? 55 luôn đi. Mã 55 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhé. 55kg đổ xuống mặc vừa. Cái bụi gì em ba mắt. 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai để em này chốt cho em mã 55 nhá. Mã 55 đây ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá. Dạ 55 đây ạ. 55 chị Mai Hương nhá. Chị Mai Hương, Mai Hương có đơn đây nhở. Chị Mai Hương con mình luôn cho em xin số điện thoại với chị nhá. Thay nền chân chân rồi ạ. Hình như chị Mai Hương có rồi sao nhỉ? Mai Hương chưa. Chưa phải Mai Hương. Em nhìn cái avatar này rồi. À đây đây. Khi nhung lên tên người. Cái gì? Em này nhá. Khi chị lên tên người em ạ. Em này màu lông chuột ạ. Em này màu lông chuột. Em này cũng bị mất một cúc rồi. Mọi người về thay cúc giúp em nhá. Cúc này mọi người mua ở ngoài được ạ. Mọi người về thay cúc em này giúp em nhé. Em này em bớt 10.000 ạ. Mọi người về thay cúc giúp em, nó chỉ bị mất một cúc thôi. Cúc này mua ở ngoài được nhé. Em này 53-54kg đổ xuống mặc vừa. 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 54 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 54 luôn nhé. 53-54kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 54 nhá. Em này màu lông chuột đấy ạ. Mã 54 nhá. 53-54kg đổ xuống mặc vừa. Mọi người khoác thế này cũng đẹp này. 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 54. Nhọc rồi đấy, nhọc lắm rồi đấy. Mã 54 nhá. 54 của ai chốt không ạ? 54-69k nhá. Mã 54-69k nhá. Má 54 đấy ạ, má 54 nhỉ, 54. Hàng em giặt hết rồi nhá, các bà về chỉ việc mặc thôi. Về chỉ việc lên dáng và đi chơi thôi. Hàng em này nhỏ nhỏ à? Em này phối lông này. Lên dáng và đi chơi. Cái này là lông thật đấy sao? Cái này là lông thật đấy ạ. Bên trong nó phối da lộn họa tiết nhá. Em này nhỏ size S nhá. Size S này bao nhiêu nhỉ?
46 47 kg đổ xuống mặt vừa nhé. 46 47 kg đổ xuống mặt vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 ạ. 46 47 kg đổ xuống mặt vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 nhá. 47 là xanh. Tui có túi cá. Tui cái cổ lông. Chốt theo mã đi chị ơi. Chốt theo mã đi nhá, cho công bằng ạ. Cái mã này em vừa đọc bao nhiêu? 47. Mã 47 nhá. Các chị chốt theo mã giúp em nhá. 47 ok Miami. Ok Miami ạ. Như kiểu của em bé nhỉ. Em này gần như kiểu phao. Không phải. Em này em bán 55k nhá. 55k không phải là dạ. Em này không phải là dạ. Mà là cái gì? Em này là vải gì? Nhưng mà cũng có trần một lớp. Miami đang hỏi có cũ không nhỉ? Có cũ không nhỉ? Có cũ. Không đâu bà ơi, cái này đẹp cực luôn, tôi giặt hết rồi nhá. Cái này là bao. Bao mới. Chỉ bị mất cúc thôi, cái nào mất cúc thì em sẽ báo em bớt tiền nhá. Em này nhá. Em này 65 kg đổ xuống mặc vừa. Mặc free size 65 kg đổ xuống mặc vừa. Em này có mũ nhá. Em này có mũ ạ. 65 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 65 nhá. 55k. Ai lấy em này chốt cho em mã 65 nhá. 55k. 55k đây nhá. Em này thật ra cũng xinh mà. Chẳng qua nó không phải là giả thôi. Em này như kiểu lỉ lông ấy, còn dạ ngắn. Còn dạ bia đâu không? Em không biết. Nhiều lắm, em còn chưa lôi hết ra cơ. Còn nhá chị nhá. Các chị chịu khó xem like nhá. 8555k ok bà Hồng Nhung nhá. À 6555k của bà Hồng Nhung nhá. 65 của chị Hồng Nhung nhá. Em này thắt đai nhá. Mọi người đợi em tí. Em này nhá. À em xin lỗi của chị Hồng Hồng, nhưng phải của chị Hồng Nhung nhá. Em xin lỗi. 65 của chị Hồng Hồng ạ. Nhớ màu phải đọc Hồng Nhung. Em này 52 53 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52 53 kg đổ xuống mặc vừa. Em này điệu. 52 53 kg đổ xuống mặc vừa. Em này các chị lấy thì chốt mã 52 cho em nhé. Ai lấy em này chốt mã 52 giúp em nhá. Chốt mã 52 giúp em nhá. Ai lấy em này chốt mã 52 giúp em ạ. Đẹp chưa? Em này không lấy là tiếc đấy. Em này chỉ là từ 45 đến 52 cân mà rất là xinh nhá. 45 đến 52 cân ạ. Chế nào từ 45 đến 52 cân mà rất là xinh. Bà Hồng Hồng 52 luôn nhá. Miami chậm chân rồi ạ. Hồng Hồng, chị Hồng Hồng 52 nhá. 52 chị Hồng Hồng ạ. 52 cực đẹp. Em lên mẫu mới nhá. Ngày xưa em nhớ là cái hồi đi học cấp 2 ấy, mẹ em, cậu em đi Hàn ấy, xong rồi gửi về một cái áo. Một cái áo kiểu lông nó cũng như thế này này. Mềm mềm này. Mà nó to to. Em mặc đến lớp đó, cả lớp em mấy đứa gái chui vào cùng đắp. Bỏ ra đắp chung ấm. Miami ơi, bà có thể có phần sau. Con mình của Miami bị sâu nhá. Em chụp vào số điện thoại. Ok chị Hồng Hồng nhá. Chị Hồng Hồng có dùng Shopee không? Chị Nhung, chị có shop Shopee, à ship Shopee đấy nhá. Em này free size ạ. Dạ xù. Em này free size dạ xù nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 99 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 99 nhá. Em này mặc ấm lắm.
Ai lấy chốt cho em mã 99 ạ. Dạ xù nhá. Khoác đây nhá. Mã 99 ạ. Mã 99 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 99 ạ. 99 ok, thì không thủy nhá. Thì không thủy 99 ạ. Em này dáng vết ạ. Em này dáng vết 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. 53-54kg đổ xuống mặc vừa. Cái này hình như cũng không phải dạ mà là cái gì. Nhưng mà chất cái đấy rất mềm. Chất này thì mềm mềm. Dáng vết. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 90 ạ. 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 90 ạ. 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 90 nhá, dáng dài này. 90 nhá, mã 90 ạ. 90 chị Hà, 53-53kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 90 nhá, mã 90 ạ. Dạ, màu lông chuột còn không. Lông màu này là màu lông chuột này chị này. Nhưng cái này không phải dạ. Dạ lông chuột đây chị nhá. Này lông chuột. Em này màu lông chuột dáng ngắn ạ. Em này màu lông chuột dáng ngắn bị mất một cúc. Em bớt 10.000 nhá. Bớt một bớt 10.000 ạ, bị mất một cúc, các chị về thay cúc giúp em nhá. Cúc này mua ở ngoài được ạ. Cúc này là cúc ấy mà. Mình xem với đây. Đây chị ơi. Nói chung là cúc nào cũng mua ở ngoài được hết á. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhé. 69k mã 55 nhá. Em này 69k mã 55 nhá. Về thay giúp em một cái cúc nhá. Hình như phượng đặt bên trong sẽ có cái cúc được không? Trong là có đây đấy. Đây chị lấy cái cúc này thay ra bên ngoài giúp em được. Mà hình như là cúc này nó hơi nhỏ hơn. Không, nó cũng sai đấy. Nhưng mà nó màu nó hơi nhạt hơn. Mã 55 nhá, 69k mã 55 nhá. 69k mã 55 ạ. Mã 55 đi ạ. Em này mã mới luôn nhá. Em này màu lông chuột đấy ạ. Cúc trong hay là cúc dự bị đấy ạ. Tất cả những áo nào cũng đều có một cái cúc dự bị nhá. Nên các bạn yên tâm đi, đều có hết ạ. Em này hơi nhỏ nè. Em này hơi nhỏ. 47-48kg đổ xuống mặc vừa nhá. 47-48kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 nhá. 47-48kg đổ xuống mặc vừa. Mã 47 của chị là 47-48kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 47 nhá. Mã 47 ạ. 47-48kg đổ xuống mặc vừa mã 47 nhá. Xin tuyển ơi, nói thực là kiện nào nó cũng tầm khoảng 60% là đen nhá, chứ không có màu hết đâu ạ. Còn nếu mà màu thì bà cứ phải đợi khi nào tôi mở. Tôi cho Phượng like hết các này tôi mở tiếp ấy. Tại vì mở từ từ thôi ấy, mở nhiều có lô hồn nhà lên. Còn đống giặt vẫn còn rất nhiều luôn á. Chứ còn nếu mà kiện nào cũng 100% màu thì không có đâu mà. Nó là 60% đen là 40% màu nhá. Kiện nào cũng như kiện nào nhá. Thật ra là màu đen nó dễ mặc. Chứ còn những màu khác ấy, có người thích màu này, người thích màu kia. Màu đen nó dễ mặc hơn và nó dễ kết hợp quần áo hơn. Em này nhá. Em này mã 47 ạ. 47kg đổ xuống mặc vừa nhá. 47kg đổ xuống mặc vừa. Em hơi béo mặc hơi chật. 47kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 47 nhá. 47 ok chị Mai Hương nhá. Chị Mai Hương 47 nhá. Chị Mai Hương 47 nhá. Có người thích đen mà. Nhiều người thích đen nó dễ. Đen nó dễ mặc. Mai Hương không lấy 47 ok Mai Hương nhá. 47 chị nào tầm 47kg đổ lại mặc vừa thôi. Tại Phượng 52 cân nên mặc nó hơi bị kích nhá. Em 52 cân mặc nó hơi bị chật chật ngực. Ngực em tầm 88. Ai ngực mà tầm 85 đổ về ấy thì mặc đẹp. Em này có mũ à? Em này có mũ.
Em này có mũ nhá, mặc free size ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mà không, cái này chỉ tầm 5-6-5-7kg thôi. 5-6-5-7kg đổ xuống mặc vừa nhá. Thế như cái chất giống cái chất áo của chị hay sao? Áo của chị để lại mặc đấy. Đây, chất của nó đây nhá. Này em đọc mã bao nhiêu nhỉ? 57 hay sao? Ai lấy em này chốt cho mã 57 nhá. Ai lấy chốt cho mã 57 ạ? Mã 57 nhá. Ai lấy em này chốt cho mã 57 nhá. Có mũ ạ. Có mũ nhá. Ai lấy chốt cho mã 57 ạ? 57 có mũ nhá. 57 này chị nào dạ bông 5, này 48 48 với 58kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 57 nhá. 57 nhá. Mặc rất là ấm luôn đấy ạ. Mã 57 nhá. Em này gầy ấm lắm. Mặc nóng lắm. Phượng đang toát mồ hôi hột ra. 57 nhá. 57 xinh lắm đấy ạ. 57 nhá. 57 rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 57 nhá. Em này nhá. Em này free size ạ. Em này free size 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. À, hoặc là 57-58kg đổ xuống mặc vừa. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Em này dạng vest nhá. Đúng. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Kiểu kiểu thế. Dáng ngắn đây nhá. Ai lấy chốt cho em mã 60 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 60 nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Cái này chị nào thích thì về thắt đai giúp em nhé. Chị nào thích thì về thắt đai giúp em ạ. Năm bảy năm tám kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị nào thích thì về thắt đai giúp em. Thắt cái đai cái gì nó khác hẳn luôn. Thắt cái đai là nhìn nó khác hẳn luôn đấy. Mã 60 nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Cái này nó có cái phần để luồn đai nhá. Đĩa ấy ạ. Mã 60 chị. Mã 60 chị Si Tuyển ạ. Nhường Thúy Đoàn. Ok. 60 chị Thúy Đoàn ạ. 60 chị Thúy Đoàn nhá. Này 55kg đổ xuống mặc vừa, dáng ngắn đấy ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá. Còn nguyên một cúc. Không mất cái nào. Nhưng nó hơi lỏng, các chị về khâu lại giúp em nhé. Nó bị lỏng rồi. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 55 ạ. Em này nhá. Em này hơi nhỏ. Này cho chị nào tầm 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Sao anh ghét cái cục bấm gì thế không biết. Hơi động cái nó bị tuột ra này. Cái này dáng váy nhá. Dáng váy ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 00 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 00 ạ. Dáng váy nhá. 00 dáng váy ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho mã 00 nhá. Cái này cúc bấm. Cái này là cúc bấm ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Cúc bấm ạ. Cái này đằng sau nó phối voan nhá. Cái này đằng sau là phối voan đấy ạ. Cúc bấm nhá. 50-52. Cái gì như kiểu mùi thuốc sâu ấy nhỉ. Cái gì như kiểu mùi thuốc sâu ấy. Cái này 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Nãy em đọc mã bao nhiêu nhỉ?
nhung vô can nhở. Vừa ra ngoài là nhung vô can nhở. Anh thấy em lấy chốt cho mã mã 90 thì phải. À để em lấy chốt cho mã 90 nhé, phối gen nhé, cái này điệu điệu. Mã 90, phối quan. Mã 90 nhá. Chị ơi, cái tí tí kia của chị Thúy Đoàn. Em lấy 47 00. Ờ, cái nãy em đọc mã 00 à? Cái dáng váy nãy em đọc mã 00 ở chị Nghiêm Lập. Chắc lúc đầu em đọc 00 luôn. Ngửi cho mùi thuốc sâu xong cái quên luôn. 47 là cái nào thôi. Quên 47 là cái nào ấy nhỉ chị nhỉ? Chị Mai Hương ơi, 47 là cái nào? Cái dáng váy này nãy lúc đầu có phải em đọc mã 00 không? Cái dáng váy này có phải lúc đầu em đọc mã 00 không nhỉ? Tôi nghe được đọc là 90. Vâng, lúc sau em đọc là 90 ấy, nhưng mà lúc đầu em đọc là bao nhiêu em không nhớ nữa. Thôi bây giờ em đọc lại nhé. Bây giờ em đọc lại ai nhanh hơn thì được. Em đọc lại mã nhé. Ai lấy em này con mượn cho em mã 03. 03 nhé. Cái dáng váy này này. Mã 03 nhé. Ai lấy cái này con mượn cho em mã 03. Tại nãy em quên mất mã ấy. Sorry các chị nhé. Cái này mã 03 nhé. Ai con mượn đầu thì được ạ. Rồi em cảm biết là cái này lúc nãy em đọc. Mã 03 nhé. Không không. Mình quên mất rồi. Thôi ai lấy cái đấy thì lấy cái đấy thì con mình cho em mã 03, 03 chị Trang Khang nhé. Trang Khang bớt lên kéo Khang rồi. Sao ba chậm chân rồi. Để em này nhá. Em này 52-53 kg đổ xuống mặc vừa. 52-53 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 04 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 04 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 04 nhá. Mã 04 đấy ạ. 52-53 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 04 nhá. 52-53 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 04 nhá. Không bốn, ok Miami nhá, Miami không bốn ạ. Không bốn chị Miami nhá. Em này 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52 Khang chậm chân rồi. 52 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 nhá. 52 kg đổ xuống mặc vừa. Mã 52 nhá. 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 52 ạ. Chốt cho em mã 52 nhá. Cái quá em này có lông bay lả tả cả. Lông thật nhá các chị nhá. Em này là lông thật đấy ạ. Sờ mềm như lông mèo. Em này là khuy sừng. Khuy sừng free size 57-58 kg đổ xuống mặc vừa nhé. 57-58 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 ạ. 58 phối lông đẹp lắm. Lông thật mềm mịn lắm. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 nhé. Khuy sừng nhé. À em 58 này có mũ. 58 này có mũ nhé. 58 này mũ phối lông nhá.
57, 58 kg đổ xuống mặc vừa. Ai đấy chốt cho em mã 58 nhá. Mã 58 xinh này. 57, 58 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 58 này màu xinh mà. Ai đấy mã 58 không ạ? Mã 58 nhá. 58 này màu be đấy ạ. Đúng không nhỉ? Màu nâu nâu nhạt nhạt nhá. 58. 58 ok, chị Khánh Kim nhá. Chị Khánh Kim 58 ạ. Em này đem dáng dài này. Chị nào thích dáng dài nữa không? Em này free size nhá. Em này free size 60kg đổ xuống mặc vừa. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 00 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 00 ạ, dáng dài nhá. Chị nào không thích mặc suông như này thì thắt nơ, à quên thắt đai giúp em nhé, tay bồng này. Tay em này là tay bồng nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 00 nhá. Mã 00 tay bồng ạ. Mã 00 nhá. 00 tay bồng nhá. Màu be hay trắng đi. Phải từ từ, có lôi theo túi mà. Từ từ nhá các chị ạ. Em này là dáng dài nhá. Trời ơi, em này thắt đai xinh quá. Dáng dài này các chị này. Dáng dài nhìn sang chưa? Tay bồng này. Ai lấy em này chốt cho em mã 00 nhá. 00 đây ạ. Mã 00 nhá. 00 tay bồng đây ạ. Chả nhẽ em lại lấy cái này. Sáng trên đường đi em đã bảo là em tu không lấy cái nào của bà Nhung nữa rồi. Ngày nào đi cũng có của mang về. Võ hoa xinh luôn ạ. Không không này có ai chốt không? Không không này đẹp lắm. Tắt đai đẹp. Có Hoài Thu Trường còn đây không? Để riêng ra. Không ai lấy thì em lấy. Nãy là không không nhá. Ai lấy không không? Cái này là màu gì? Trắng dài không có đâu. Không không của Miami nhá. Không không chị Miami nhá. Chị Nghiêm Lập chậm chân rồi ạ. Em này mặc free size nhá. Chị Khánh Kim chậm chân không không rồi. Chất dạ đây ạ. Màu luôn nhá, các chị nhìn màu chứ em cũng không biết tả màu này là màu gì nữa. Cái này trong bên ngoài nó kiểu hơi có màu nâu nâu. Em này khoác nhá. Khoác free size. Các chị lấy em này comment cho em mã 01 nhá. Lấy em này con mượn cho em mã 01 ạ. Con 00 này cúc cũng đẹp nhỏ. Vâng, cái đấy nó dày, dày đẹp mà. Mã 01 nhá. Ai lấy em này con mượn cho em mã 01 ạ. Khoác free size nhá. Mình thích kiểu phô ra cái phần eo. Nên là cái nào em cũng thích thắt đai. 01 ok, chị Khánh Kim nhá. Chị Khánh Kim 01 ạ. Đây nhá các chị. Chị Khánh Kim mà không thích khoác không ấy thì thắt đai cũng được. Mình tạo kiểu một cái áo mình phải mặc nhiều kiểu nó mới chế. Mai hao chậm chân rồi. Em này nhá. Em này là màu nâu nhạt. Em này cũng free size ạ. Khoác này kiểu rộng rộng. Ấy. Cúc của em này này trông như kiểu cái miếng chuối, cái lát chuối. Em này mặc free size nhá. Điểm nhấn là tay cổ bẻ nhá, cổ bẻ tay nhấn rất là xinh đấy ạ. Mặc free size, không free size dán hàn á. Em này là mũ. Ai lấy em này chốt cho em mã 02 nhá. À không, chỉ ở cổ tay bẻ ấy. 02 free size nhá. 02 dán hàn đấy ạ. 02 kiểu mặc đại hàn, hôm nào mà lạnh lạnh ấy các chị mặc nhiều áo bên trong mặc cái 02 này vào. 02 đi nhá. Hoặc là chị nào không thích thì lại thắt cái đai giúp em. 02 nhá. 02 màu nâu nhạt ạ. Màu nâu nhạt nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã 02 nhá. Mặc free size. Cái này tầm 70 cân mặc cũng được.
này mà Quý sai xinh lắm ấy. Em này lại bé bé này. Em này nhỏ nhỏ đấy ạ. Dáng váy nhé. Bao xem chia sẻ với em đi nào. Em này là dáng váy nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa. Em này 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy comment cho em mã 03 nhá. Hình như là cái khóa đúng không? Vâng, cái khóa đấy. Ai lấy comment cho em mã 03 nhá. Mã 03 nhá. Xinh nhờ, dáng váy xinh thế. Nó lại còn kiểu tầng tầng lớp lớp. Chị nào tầm từ 45 đến 52 mặc rất là đẹp luôn nhá. 45 đến 52kg mặc rất là xinh luôn ạ. Dạ mềm nhá. Mềm lắm. Cái này như kiểu bông bông ấy. 03. Cái này là 52 mà. Đâu cái này là mã 03, lúc nãy em đọc mã 03. 03 à? Em bỏ 52, 53kg. Thế để ở dưới, để ở cạnh ghế em. Em này nhá. Em này free size ạ. À, 60kg đổ xuống mà vừa. Hình như em mỡ ra mùi coca. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai này em này chốt cho mã 04 ạ. Mai Hương chấm chân 03 rồi, em này mã 04 nhá. 04 này 60kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 04 nhá. Mã 04 đấy ạ. 04 này 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 04 rất là xinh. Mã 04 mặc giáo xương đấy ạ. Mã 04 nhá. 03 nãy là như kiểu màu xám xám lông chuột đấy, chứ không phải màu đen hẳn. 04 khoác free size nhá. Cái này khoác cũng đẹp. Những cái mà free size như này các chị nên khoác. 04 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. 04 ạ. Chị Mai Hương chậm chân 03 rồi. 04 nhá. Màu be đấy ạ. 04 nhá. Các bạn chia sẻ giúp em chưa nào? Chia sẻ giúp em đi ạ. Em này ạ. Em này mã 05 nhá. Em này mã 05 free size nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Có đĩa thắt đai nhá. Nhưng mà mất đai rồi. Mọi người về mua đai giúp em nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 05 ạ. 05 màu lông chuột nhá. 05 nhá. Mã 05 đây ạ. Em này free size nhá. Mã 05 nhá. 05 ok, chị Hoàng Nhi nhá. Chị Hoàng Nhi 05. 05 dày lắm. Tại sao lại có cái áo dày như này với cái giá này? Nhờ nhiều cái sờ nó kiểu nó dày. Tiếc, bình thường ra ngoài bán chắc không phải không có dưới 200 luôn. Mấy cái áo này mua toàn 4-500 ấy. Em này nhá. Em này tay bồng ạ. Em này tay bồng nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Em này 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy comment cho em mã 57 nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 57 nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy comment cho em mã 57 ạ. Khoác cũng được nhá. Tay này tay bồng này xinh này. Ai lấy comment cho em mã 57 nhá. 57 này rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 57 nhá. 57 đây. Mã 57 nhá. Xinh luôn đấy ạ. Mã 57 nhá. Hai đống cũ luôn rồi. Thế kéo kì lật lại lại lại. Em tiếp theo nhá. Em này ạ. Em này cũng mặc free size nhá. Em này cũng free size nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy comment cho em mã 60 nhá. Ai để em này comment cho em mã 60 ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy comment cho em mã 60 nhá. 60 này màu vi sáng này ạ. Mã 60 nhá. 60 đây. 60 đây nhá.
50kg đổi số 30 vẫn 60 nhá. 60 thấp vào học. 60 đây nhá. 60 màu ghi sáng nhá. Ai lấy cái này con mượn cho mã 60 ạ. Em này cũng màu ghi sáng. Dáng dài này. Cái này nó cài khuy cái kiểu gì ấy, các chị ạ? Cài khuy kiểu gì? Trang Khang ơi, còn nhiều lắm, hơn 300 chiếc vẫn còn nguyên đây này. Em này 5556kg đổ xuống mặc vừa nhé. 5556kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này comment cho em mã 99 nhá. Ai lấy em này comment cho em mã 99 nhá. 5556kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy comment cho em mã 99 nhá. Mã 99 đây ạ. 5556kg đổ xuống mặc vừa nhé. Màu của nó đây ạ. Bên ngoài nó nhìn nó sáng hơn trong like nhá. Mã 99 nhá. Ai lấy em này con mượn cho em mã 99 ạ. Ai lấy em này con mượn cho em mã 99 nhá. Mã 99 ạ. Nãy ai bảo thích dáng dài mà màu sáng này. Máy tôi còn 2%. Còn sáng thì chị đi xem tiếp. Em này có đai. Em này nhỏ nhá. Em này nhỏ 50kg đổ xuống mặc vừa. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Cái này con muốn cho mã 42 nhá. Mã 99 là cái này. 99 hả? 99 ok, đồng Lâm Vy nhá. Lâm Vy có mượn luôn cho tớ xin số điện thoại địa chỉ nhá. Em mã 42 này mất cúc rồi. 42 này mất cúc, em lấy 49k nhá. 42 này 49k thôi ạ. 42 49k nhá, có đai thắt này. 49k nhá. 42 này nó bị mất mấy cái cúc ở dọc đây này. Em bán 49k nhé. Mã 42 nhá. À lấy con muốn cho mã 42 ạ. Cái này con nó có cái cài này này. Nhìn hay hay. À lấy con muốn cho mã 42 nhá. 42 này 49k thôi ạ. 42 49k có dây tay nhá. Thắt eo. Dạ này. 42 nhá. Khô mồm quá. Mày được chiều hết lớp. Chín chín chị Lâm Vy. Ok chị Lâm Vy có số điện thoại ạ. Em này màu be nhá. Em này màu be. Mặc free size nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Màu be này 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 đi. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 nhá. Cổ đây này, cổ nó cũng có cúc. Mọi người cài giúp em. Nhưng mà cúc nó cài trong ấy. Mất hết cúc. À, cúc nó mắc lắm nhỉ. Không chị ơi, cúc này là đợt trước em đi mua ấy, 20.000 một chục thôi chị ạ. Cái cúc kiểu như thế, cúc mà kiểu họa tiết ấy, 20.000 một chục. Không đắt đâu chị ạ. Chị mua thêm cúc vẫn không bằng chị mua một cái áo đầy đủ cúc ở ngoài hàng, nó bán hơn 100.000, 200.000 một cái.
Cái cúc họa tiết đấy ra ngoài mua 20.000 một chục thôi chị ạ. Em này nhá. Em này máy em đọc bao nhiêu quên rồi. Quên mất rồi. Em này free size. Đó bao nhiêu nhỉ? Mai đến bao giờ 42 đẹp mà không biết mua được cúc không? Các chị ra cái hàng mà phụ kiện may ấy. Nếu mà ra chợ lớn ấy thì nó có những cái hàng đấy, hoặc là chị ra những cái tiệm may ấy, mua cúc thì đấy mà. Mua cúc đấy có 20.000 một chục. 20.000 10 cái ấy. Em này hồi nãy em đọc mã bao nhiêu em quên rồi. Lấy mã 00 nhá. Em này mã 00 nhá. Mặc free size á, 57-58 kg đổ xuống mặc vừa. 57-58 kg đổ xuống mặc vừa. Nay đến bao giờ hết áo thì thôi. Không biết bao giờ tắt like đâu em ạ. À chị mệt chán thì 82. Em này mã 00 nhá. Ai lấy em này chốt mã 00 cho em ạ. Mã 00 nhá. Nãy mọi người cứ hỏi màu trắng màu be mà lên chẳng ai lấy cả. Mà rách trong không ảnh hưởng gì đâu, các chị về khâu lại giúp em. Thật ra mặc thì người ta cũng có vạch bên trong cho người ta nhìn đâu. Áo này em bớt 10.000 nhá. Áo này còn 69k thôi ạ. 50 vừa không chị, cái 42. Không có cái nào chỉ á, cho học sinh. Cái 42 nãy 42 này nhỏ nhỏ 50 mặc được mà. 42 này 50kg mặc được nhá. Chị Thanh à, chị Huyền Thanh nhá. Em 52 cân nên là nó hơi kích ấy. Chị 50 cân chắc mặc được. Nhưng mà còn tùy xem chị cao bao nhiêu nữa. Chị cao bao nhiêu? Ngực chị bao nhiêu? Trời nó rộng. Đi em lộn lộn cái gì trong bụng mẹ đấy. Thì chẳng có cái vừa vừa này, cái này. Cái này dạ của nó đây nhá. Cái này nó như kiểu là lông lông ấy. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này có 55kg đổ xuống mặc vừa thôi. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. Mã 55 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. 55 có túi không mà thọc không thấy gì. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá. 55 màu be đây ạ. Nãy mọi người hỏi màu be nhiều lắm hả? Mã 55 nhá. 55 là 55kg đổ xuống mặc vừa. Cái này sáng mình chốt mà. Không chị ơi, cái này em vừa mới lôi ra khỏi túi. Nhiều cái nó na ná giống nhau à. Chị chốt là em cho vào túi của chị luôn rồi. Còn cái này là em vừa lôi ra khỏi túi ở hiệu giặt xong. 55 chị xin tuyển nhá. Bà xin tuyển xa, có một cái gần gần giống chứ không giống đâu nhá. Nhiều cái nó na ná giống nhau mà. Cái dạ này nó cũng chỉ có tương đấy dáng thôi. Chị Lâm đi chậm chân 55 rồi. Em này 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này dạ của nó đây ạ. Bên ngoài nhìn nó hơi vàng vàng hơn nhá. Bên ngoài nó vàng vàng đúng như này này. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 02 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 02 ạ. 02 dáng dài đi nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Hay lấy cái này cho mẹ em nhỉ. Cũng được ấy nhỉ. Hỏi mẹ em có mặc không, mẹ em đang xem đấy. Big size 75 đi bạn. Người thì muốn nhỏ, người thì muốn to. 02 chị Khánh Kim, 02 là em nào? 02 đúng rồi. Cái 02 là cái nào đây?
hỏi chị Khánh Kim cho không hai là em nào? Đây có phải em này. Chị Khánh Kim ấy, không hai là em này hay là anh em ơi, nào? Đừng gọi nữa, em đang live stream mà. Anh cứ đứng yên em. Chị Khánh Kim ấy, không hai có phải em này không nhỉ? Trên tay mẫu cầm đây ạ. Nãy em đọc 02 à? Anh chỉ cần đến xong rồi anh nháy một phát em tắt đi là em tự nhăn ra. Ok chị Khánh Kim nhá, 02 là em này đúng không? Tại vì máy em dùng để live stream thành ra là cứ thò tay tắt thôi. Em đây mới em trắng này, trắng dài nhá. Nãy chị nào hỏi màu trắng dáng dài này. Màu trắng dáng dài đi nhá. Em này chỉ là khoác thôi. Em này chỉ là khoác thôi, chị nào muốn mặc thì thêm đai nhá. Chết thôi, vừa đọc xong quên. Khổ đó, dạo này nó cứ làm sao ấy. Em chỉ cần làm cái gì đấy xong quay ra làm cái việc khác cái là quên luôn. Đọc khỏi mồm xong đã quên rồi. Chưa đẻ đái gì em sợ lắm. Em này nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, trắng dáng dài của các chị đây. Ai lấy em này mã 09 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 nhá, trắng dáng dài đây ạ. Mã 09 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 ạ. Cái này trắng sữa nhá. Ghê cực. Đấy nãy em gửi rõ ràng như kiểu là lâu lâu dáng dài em mỗi màu sơn đấy. Đây đang cầm kìa. Cái này của chị Khánh Kim à? Dáng dài màu đỏ. Em qua mẫu nhá. Trắng dáng dài này không chịu đâu chốt à? Nãy bao nhiêu người hỏi. Chị cứ kêu là lên toàn màu đen nhưng mà đến lúc lên màu khác chị có chốt đâu. Không cho à, 09 Lâm Vi nhá. 09 của chị Lâm Vi ạ. Không chín cái trắng đấy hả? Vâng. Em vứt vào bên trong rồi ấy. Em này nhá. Em này màu tím. Em này màu tím mặc free size nhá. Em này khéo 75 cân mặc vừa này. Nãy chị nào bảo 75kg ấy. Em này 75kg mặc vừa nhá. Em này mã 90 nhá. Em này mã 90 nhá. Chị nào lấy mã 90 cho em nhá. Chị nào lấy chốt mã 90 cho em ạ. Em này 75kg mặc được ấy. Free size. Nghe giọng cực to lắm rồi đấy. Nghe giọng cực to rồi đấy. Thì em cứ phải cố hét đi. Ngày xưa trên quán mà cái thằng nhà đối diện này em cắt tóc ấy, nó bảo là nó chọ cho tầm ba đâu, trước nghe cái tiếng này nó cứ sang sảng ấy. Tại vì em mới like nên em cũng like không quen, đọc mã xong rồi em quên, xong rồi lúc đầu em còn nói nhỏ nữa, bây giờ em cố nói to nên là nó không quen. 09 đẹp. 90 chị Chi Tuyển nhá. Đấy, 09 đẹp mà chị không chốt đi. Ai? Em đợi mãi chẳng thấy ai chốt. Xem cái nào đẹp lấy cho mẹ một cái chọn đi. Con chẳng biết. 90 của chị Chi Tuyển này. 09 cái trắng dài dài này của Lâm Vi đúng không? Mẹ xem đi. Nhưng mà đến lúc mẹ chốt xong người ta chốt mất rồi. Tại mạng của mẹ chậm, xem điện thoại mà. Các chị mạng khỏe chốt nhanh. Em này tay lửng nhá. Em này tay lửng đi ạ. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Tay lửng nhá. Xanh. Cái này là xanh than.
60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 60 ạ. Mã 60 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 60 đi ạ. Ai lấy chốt cho em mã 60 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này xanh than nên màu đẹp lắm. Nào đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Mã 60 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 60 ạ. Ai lấy chốt mã 60 giúp em nhá. Ôi 60 xinh vậy mà không vào nó chốt. Đi rượu. 60 xinh lắm ấy. Một em tay lửng nữa. Chất dạ đây nhá. Các chị nhìn qua like biết là nó mềm. Em này 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 57 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 57 nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 57 ạ. Mã 57 nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Dạ. Đen xì luôn. Cái con mềm mềm ấy hả? Mềm. Ôi chất của màu đen này đẹp cực luôn. Em này chất mềm lắm. Lông lông này. Mặc vừa mềm vừa ấm. Ai lấy em này chốt cho em mã 57 nhá. Mã 57 nhá. Em mặc nãy giờ em nóng lắm rồi. 57 nó đẹp cực ấy. Mã 57 này, 57 các chị chốt đi không tiếc lắm. Màu đen nó dễ mặc chứ. Màu đen dễ phối đồ cực luôn á. Ví dụ bên trong các chị có cái những cái áo len màu màu ấy thì các chị mặc lên cùng với màu đen nó sẽ hợp hơn là các chị mua những cái áo khác màu. Màu đen mê màu trắng là vẫn dễ mặc nhất. Mã 57 nhá. 57 xinh nhất mà không phải là hốt. Trời ơi. Eo dài màu xanh cô ban. Vừa lẽ nào con chưa thấy eo mà hôm nay chỉ đổ có thấy eo nãy giờ con chưa thấy. Toàn thấy dáng hàm, dáng xương rồi. Nếu mà nó có eo thì nó cũng là ngắn. Ừ, eo chứ chưa thấy dài. Em này nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 52 ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Bông ép nhá. Không có thì lấy đen cũng được. Vâng. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này là dạ bông ép nhá. Mã bao nhiêu nhỉ? Mã 52 à? 52, ừ. Ai lấy chốt cho em mã 52 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 52 ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 52 nhá. Ai đang xem chấm like giúp em nhé. 52 đi ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa. Mã 52 nhá. 52 chứ là 50-52kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. 52 rất là xinh. Mã 52 nhá. 52. Em này nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, có đai ạ. Cái này đi ở trong bé nhỉ em nhỉ. Cái này á. Cái này thôi. À. Cái đấy mặc ra ngắn thì 50-52kg đổ xuống mặc vừa. À đâu, nãy em đọc là 55kg đổ xuống mặc vừa đúng không? 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy cái này con mượn cho em mã 55 ạ. Ai lấy con mượn cho em mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy con mượn cho em mã 55 ạ. Mã 55 nhá. Mai nốt túi này thôi. Còn nhiều lắm thì em mai nốt túi nữa thôi. Ai lấy con mượn cho em mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. 55 đẹp này. 55 nhá. 55 chị Khánh Kim ạ.
từ mai em bịt khẩu trang em lại. Em này nhá. Em này 53-54 kg đổ xuống mặc vừa. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này con mượn cho em mã 54 nhá. Ai lấy con mượn cho em mã 54 ạ? 53-54 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy con mượn cho em mã 54 nhá. Mã 54 nhá. Em nào vừa hỏi học sinh mặc được nè. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Túi kết hợp túi phối này. Phối màu nhá. Này hơi giá, nếu mặc sẽ học sinh thì lại hơi giá này cơ. Nhiều người xả cho chị cái áo có mũ phối lông tay nhé. Thôi thôi, bà đánh đố em rồi đấy bà Khánh Kim ạ. Một là tí bà nhắn tin cho em nhá. Còn bây giờ mà comment thì bà đánh đố em rồi đấy. Mỏ lông nhạt. Giờ mà comment bảo em xả thì bằng bà đánh đố em rồi đấy, em chịu. Em đồng mã bao nhiêu nhỉ, em quên mất rồi. Em mẫu mới luôn đi. 52-53 kg đổ xuống mặc vừa. Mã bao nhiêu không biết. Em chỉ nhớ lên đấy thôi, hay là em có chưa cả đọc mã. Em này nhá. Chị inbox cho em dặn mọi người bao nhiêu lần rồi. Khi xả cái nào inbox cho em, sau live em sẽ xả chứ không phải bây giờ xả. Trời ơi, chị biết là em ghi tên trên một tờ giấy và em để nguyên nó vào một góc chứ em không hề cho vào một túi bóng nhá. Bởi vì em hết túi bóng rồi, bây giờ bà bảo em xả em làm sao em mới được cả cái đống như thế lên em xả cho mọi người một cái được. Em dặn bao nhiêu lần rồi cơ mà, khi xả inbox cho em sau nay em sẽ xả. Bây giờ chị không nhớ đâu. Tí nữa chị inbox. Không sao bây giờ nhớ được. Em cũng phải ngồi làm việc của em chứ. Không sao mà lôi ra được. Muốn xả em đã dặn bao nhiêu lần từ trước bây giờ là muốn xả khi inbox cho em rồi em sẽ xả cơ mà. Sao có phải con mừng xả nhỏ, xả làm sao mà em lôi ra bây giờ được từ trước bây giờ rồi. Đây có phải lần đầu tiên đâu cơ chứ. Em này nhá. Em này 55 kg đổ xuống mặc vừa. 55 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Dạ dày nhá. Ai lấy chốt cho em mã 60 nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa. Chốt mã 60 nhá. Có may gì thêm đâu. Bà ấy đang bầu, bà ấy còn không thở nổi đấy. Mã 60 không ai chốt à. Em này dáng học sinh đi nhá. Em Thanh Huyền hay là Huyền Thanh gì ấy. Nãy hỏi dáng học sinh này. Em một từ chiều rồi em tìm mãi mà không được thế, ngồi cứ ngồi đi ngồi lại, ngồi đi ngồi lại á. Bọn em like này cũng mệt lắm. Không phải là nói xa xả luôn. Đi càng ngày càng lớn xong rồi á. Nó to quá rồi. Không có chỗ nào ngồi luôn. Ngồi mãi không ngồi được. Em này nhá. Em này dáng học sinh đây. Này mặc dáng này nó trẻ này. Khuy sừng nhá. Em này 53-54 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 06 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 06 ạ. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa. Chị nào mua về cho con gái mặc cũng được đấy. Có mũ này. Em này có mũ nhá. Mã 06 nhá. Mũ này, lông bên trong mềm lắm. 06 nhá. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa. Đầu tóc em nó còn bù xù hết cả lên rồi. 06 chị Hồng Nhung. 60 chị Khánh Kim à. 60 là em hả? 60 đây. Hồng Hồng này. 06 chị Hồng Nhung nhá. Khánh Kim bye bye rồi. Không phải đâu chị đó. Từ trước đến giờ khách nào cũng vậy mà. 06 chị Hồng Nhung nhá. Chị đang đói đấy, rõ ràng luôn, ăn ăn như thế rồi một tí đã thấy đói rồi. Em này màu xanh than ạ. Em này màu xanh than nhá. Mặc free size nhá. 75-70 kg đổ xuống mặc vừa. Xanh than này 70 kg đổ xuống mặc được.
Ai lấy em này comment mã 70 nhá. Ai lấy em này comment mã 70 cho em ạ. Mã 70 nhá. Ai lấy em này comment mã 70 cho em ạ. Màu xanh than nhá. 70kg đổ xuống mặc vừa. Free size nhá. Ai lấy em này comment mã 70 nhá. Chị nhắn tin. Bỏ xá ô cái áo lông đen. Em trả lời ok chị. Ok chị. Không có gì. Em này nhá. Em này là một lớp. Màu này mặc trông đậm thắm nhỉ. Em này dạ một lớp nhá. Hình như đầu giờ chiều hôm nay cũng có một em gần gần giống em này ấy. Nhưng mà mỏng sao hơn. Đang đi số. Em này là đây, mềm lắm. Em này free size nhá. Free size ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Mã 90 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Mà free size ạ. Mà free size nhá. 60kg đổ về mặc đẹp ạ. 60kg đổ về mặc đẹp. Còn chị nào 70 cũng con chen được. Mà 60 là mặc đẹp nhất. 60 đổ về từ 50 đến 60 là mặc đẹp nhất nhá. 90 ok chị Trần Quỳnh. Chị Trần Quỳnh có một luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Trần Quỳnh cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Nhà kiểu không khí nó bị trùng xuống nhỉ. Quái quái. Quái rồi. Em này nữa nào? Em này nhá. Em này nó bị mất một cái bên cúc bấm này rồi ạ. Cúc như này thôi. Các chị về thay giúp em nhá. Em bớt 10.000 nhá. Em bớt 10.000 cái áo này nhá. Áo này em bớt 10.000 còn 69k thôi ạ. Ai lấy áo này comment cho em mã 69 nhá. Ai lấy áo này comment cho em mã 69 ạ. Ok chị Trần Quỳnh. Mã 69 nhá. 69 free size ạ. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. 69 nhá, mã 69 nhá. Cái này chỉ cần cài 3 khúc thôi, ở cái kia nó tự vào rồi chứ không phải cài. Em cài khúc trên đấy với 2 khúc dưới đấy thì nó tự vào rồi. Cái này về các bạn không phải thay đâu, các bạn chỉ việc cài và nó xong á. Nó giấu mà. Cái này các bạn cài xong nó giấu mà. Cái này nó chặt. Ừ, cái này nó chặt mà nó giấu mà. Cái này chặt đấy. Công nhận nên nó giấu cái này thì cái này nó không bị lộ đâu. 69k nhá. 69k mã 69 nhá. Có mẫu 75 cân cho tớ. Được nhé. Ok ạ. Mẫu 75kg nãy em bằng một cái. Em này 69k nhá. Em này dày lắm. Mẫu này có phải nãy mặc tầm. Chị Trần Quỳnh ơi, em này rộng này. Em này free size 75 cân mặc vừa đấy. Em này 75 cân mặc vừa ấy, màu xanh than đấy ạ. 75 cân mặc vừa nhá. Màu xanh than nhá chị nhá. Chị lấy cái này thì comment cho em mã 75 nhá. Lấy cái này comment cho em mã 75 giúp em luôn nhá. Cái này màu xanh than này, dạ này. Lấy thì comment cho em mã 75 nhá chị nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa.
50kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy em này con mượn cho em mã 50 nhá. Ai lấy em này con mượn cho em mã 50 ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy con mượn cho em mã 50 nhá. Cái này cái khuy nhá. Cái này size M nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 50 nhá, mã 50 nhá. Mã 50 nhá. Ai lấy cái này con mượn cho em mã 50 ạ. Em này nhá. Em này đây ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này khoác 55kg đổ xuống mặc vừa. Dáng hàn đấy. Ai lấy em này con mượn cho em mã 90 nhá. Ai lấy cái này con mượn cho em mã 90 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy con mượn cho em mã 90 ạ. Mã 90 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Hồng Nhung ơi, chắc tớ tầm bao giờ nhỉ? 26 tháng sau, 26 tháng này, hôm nay mùng 1 rồi. 55kg ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy con mượn cho mã 90 nhá. 90 xinh này. 90 này xinh dã man đấy. Chất cũng rất là đẹp nhá, mã 90 nhá. Mã 90 nhá. 90 rất là xinh, chất cũng rất là đẹp luôn nhá, mã 90 nhá, mã 90 đấy ạ. Em này mã 90 nhá, 90 ạ. Chất xinh dáng đẹp nhá, mã 90 ạ. Ôi cái này dáng rất là xinh luôn, chế là 55kg đổ xuống mà rất là xinh. Mã 90 nhá, 90 ok, chị Thủy Đoàn nhá. Chị Thủy Đoàn 90 nhá. Em lên là em này nhá. Em này đây ạ. Em này bên trong nó phối một lớp này nhá. Các chị không thích thì có thể bỏ ra nhá. Không thích thì có thể bỏ ra. Chị Lâm Vi chậm chân rồi. Em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai để em này con mượn cho em mã 52 nhá. Mã 52 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy con mượn cho em mã 52 nhá. Mã 52 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 52 nhá. Ai lấy con mượn cho em mã 52 ạ. Các chị không thích thì có thể bỏ lớp này ra nhá. 52 chị làm từ 45 đến 52 mặc vừa đấy ạ. Mã 52 nhá, 45 đến 52kg mặc vừa, mã 52 nhá. 52 rất là xinh nhá, mã 52 nhá, 52 em về đẹp tìm. Chưa lên thôi. Em bé bé. Chị lại buồn tèm. Em này là như kiểu là của em bé. Cái này chị nào mua về cho các bé mặc cũng được. Mày thật ra mình 52 mặc cũng được. Chị Lâm Vi nhá, chị Lâm Vi 52 nhá. Cái này mua về, chị nào mua về cho bé nhà mình mặc ấy. Đây nhá. Bé nào tầm 50. Những cái bé mà học cấp 3 ấy, cấp 3 đổ về học lớp lớp 7, lớp 8 ấy. Em này cho bé nào tầm 40kg đổ về thôi. Hoặc là chế là người còi tầm 40kg á, 35-40kg nó rất là xinh nhá. Em này bao nhiêu? Em chưa đọc mã. Em này mã 26 nhở. 30-40kg mà rất là xinh nhá. Mã 36 nhá. 30-40kg nhở. Mã 36 đây ạ, 36 nhá, 36 đây. Mã 36 nhá. Mã 36 tay này. Tay này mặc nên xinh nhá. Chị nào mua về cho bé mặc. 36 nhá. Này nhá. Ôi em này nhỏ lắm.
Em này nhỏ tay lửng. Cho chị nào 45kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này chị nào 45kg đổ xuống mặc vừa này. Em mặc béo quá. Mấy dáng trẻ màu trẻ lên đi chị. Đây ạ à, cái này 45kg đổ xuống mặc vừa nhá. 45kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái này con mình cho em mã 45 nhá. Ai lấy cái này con mình cho em mã 45 ạ. 45kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai mà chị nào gầy gầy ấy, 45kg đổ xuống mặc thì đẹp. 45kg đổ xuống mặc vừa nhá. 45kg đổ xuống mặc vừa. Có thể nhìn chất đâu, toàn nhìn màu. Em này còn nguyên mát này. Em này còn nguyên tang nhé. Mới tinh luôn đấy. Chất này cũng đẹp. Chất này mềm đẹp cực. Chất này mềm đẹp lắm. Mất cúc rồi. Em này bị mất cúc rồi ạ, các chị về thay cúc giúp em nhé. Các chị về mua cúc đen thay cúc giúp em ạ. Em này em bớt 59k nhá. Em này 59k. Mình 55kg. Mấy dáng trẻ. Em này 59k nhá. Chị nào lấy thì chốt mã 59 giúp em ạ. Chị nào lấy chốt mã 59 giúp em nhé. Tầm 53-54kg đổ về mặc vừa. 53-54kg nhá. Chị nào lấy chốt mã 59 giúp em ạ. 59k nhá. Chị nào lấy chốt mã 59 giúp em nhá. Cái này mới nguyên luôn đấy. Mới nguyên luôn nhá. Ai lấy chốt mã 59 giúp em nhá. 59k. Màu chỉ bóc cái mới. Để chị kéo thêm cái em dừng like nhé các chị nhé. Chị nào muốn giữ đơn thì inbox giữ đơn nhé. Chị nào đơn mới mà muốn giữ đơn thì inbox cho chị Nhung bảo giữ đơn cho em nhé. Nếu không là cho em địa chỉ để em gửi hàng luôn ạ. Còn nếu muốn giữ đơn để hôm sau chốt tiếp ấy thì là inbox cho chị Nhung ạ. Tuột hết cả tay áo. Em dừng like nhá. Chào mọi người nhé. Đau hết chân.